Ở trên này gọi mà cái hang giống như đấy là đối đấy thì bạn luôn nè. Bánh mau hả? Em chào mấy chị nha. Phu chi sô bật mày cháy ra đi. Hôm nay em chiều nay em soạn được nhiều cái hàng cây nha mấy chị nha. 100k một ký, chờ em chia sẻ về trang cá nhân cái nghe mấy chị. Sale 100.000 một ký mấy chị ơi. Em xin một nút chia sẻ ạ. Cho em xin một nút chia sẻ, một suất theo dõi nha. Hàng thời trang 100k một ký, hàng cây, hàng khúc, hàng sổ đều có, lụa mango gì cũng có hết nha mấy chị nha. Cái này lên công sở đẹp lắm nè. Mã này rất là đẹp luôn. Dày. Hàng này màu vàng nha mấy chị nha, màu vàng khá là dày nè. Dạ em chào mấy chị ạ, mấy chị cho em xíu sổ vải ra để like cho dễ nha mấy chị nha. Mỗi mẫu là còn cây nhỏ với lại những cái hàng đẹp không luôn á mấy chị ơi. Satin nè mấy chị nè, nguyên cây luôn ha. Nguyên cây satin luôn nè. Đồng giá 100k mấy chị nha, em lên nhiều loại mấy chị nha. Em lên nhiều nhiều loại. Đơn ngày 14 là chốt là cửa rồi nha chị Kiều Nguyễn nha. Rồi em chào mấy cô mấy chị nè. Lên rất là nhiều mẫu luôn nha mấy chị nha. Đồng giá 100k một ký thôi mấy chị ạ. Kẹp luôn. Để nó băng những đĩa. Cắt từng đi. Hôm nay chị mở đựng nó mang đi cho các bạn có. Nếu mà đựng lọ các bạn á. Phi lụa này mấy chị nè. Đồng giá 100.000 một ký nha mấy chị nha. Cẩn. Về cho thằng lấy nhé. Ngày mai đi ra má thôi là mình hỏi gì. Hai sale nha mấy chị nha, 100.000 ký đồng giá. Em sổ trước một vài cây xong rồi có chỗ lát nữa em like cho dễ nè. Rồi được.
Dạ 100 ngàn một ký nha mấy chị nha. Dạ một ký thì tùy loại thì nó sẽ có tùy loại nha mấy chị nha. Tùy loại mà nó dày mỏng ạ. Mấy chị chờ em một xíu nha. Em chia sẻ bài về trang cá nhân. Mấy chị cho em xin một nút theo dõi với một nút chia sẻ nha mấy chị. Dạ con chào cô Cam Nguyễn ạ. Chào chị Linh Trúc nha. Dạ của chị Kiều Nguyễn em đi rồi. Nếu mà chốt rồi là đi rồi nha chị nha. Đơn hàng là chốt rồi là đi rồi nha mấy chị nha. Rồi lên mã đầu tiên là cho cái kẹo đi. Liên ơi giúp chị cái kẹo cho Thường qua đây đi. Chị cho em một cái kéo luôn chị. Cỏ rơi cỏ rơi. Phải kẹo. Phải kẹo này cho bên cắt cũng được biệt nữa. Cái này nó theo hình chiếc thuyền theo từng ô nha mấy chị nha. Này theo hình cánh buồm này theo từng ô. Chị nào mình mua về mình làm mình may gì. Cái này là hàng phi lụa nha mấy chị nha. Hàng phi lụa này hàng không giãn. Hàng không giãn nè. Ở trên này cái biên là bị cắt rồi nha mấy chị. Để thanh lý ra một số xưởng thì phải cắt cái biên đi ạ. Để em cái này là mình mua theo ô đi nha mấy chị. Mua theo ô đi ha. Mình may rèm cửa cũng được nè. Mình may rèm cửa sổ cũng rất là được nè mấy chị nè. Chị em trả này nè, để kia. Mình mua theo ô đi nha mấy chị nha. Cái này là theo ô, một ô là một chiếc thuyền á. Một ô là một chiếc thuyền, mình mua mình làm rèm cửa sổ cũng được mấy chị nha. Rồi hai ô này. Hai ô này là có 30k, một ô là 15 ngàn. Mấy chị comment theo dùm em đi, mã 15. Mã 15 kèm theo số ô nha, em cắt theo ô nha mấy chị nha. Hai ô là 30. Một ô là một chiếc thuyền nha. Cắt cho chị Sương 4 ô nè. Comment theo ô giùm em với mấy ạ. Một ô là một chiếc thuyền nha mấy chị nha. Một ô là một chiếc thuyền. Một ô. Hai ô. Ba ô. Rồi 4 ô. Một ô là được 1 mét đó nha mấy chị nha. Một ô là được hơn 1 mét đó. Rồi 4 ô cho chị Sương nè. Rồi hai ô cho Linh Trúc nè. Một ô là 1 mét nha. Và một ô nè. Hai ô cho Linh Trúc. Hai ô Linh Trúc. Rồi Thu Thị Thu Thảo Nguyễn cứ hai ô là 30 nha mấy chị nha. Hai ô nè. Thị Thu Thảo Nguyễn hai ô. Rồi chị nào mua về làm chiếc thuyền, mua về làm cửa sổ ha mấy chị ha. Rồi hết hai ô rồi nè. Rồi có chị nào làm nữa không? Cắt nữa không mấy chị? Cái này em cầm bị ngược á, em còn bị ngược cái em còn bị ngược cái đăng. Em đổi lại, đổi chiều lại. Để mình thấy được cái mặt phải của nó. Cứ hai ô là 30 ngàn mấy chị ơi. Hai ô là 30 ngàn. Mấy chị mua về làm cửa, làm rèm cửa sổ cũng được nha. Một ô là hơn mét, hàng phi nha mấy chị nha. Hàng phi lụa. Mình hàng của nó mướt lắm mấy chị mà không có giãn nha. Mình hàng của nó rất là mướt mà không giãn. Mướt mà không giãn mấy chị nha. Rồi chị nào lấy nó không ạ? À? Hai ô là 30 á. Cứ hai ô là 30 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em. Rồi cho chị băng hai ô nè. Một ô. Hai ô. Hàng phi lụa mấy chị mua về làm rèm cửa sổ nha. Một ô vậy là hơn 1 mét ha. Một ô là hơn 1 mét nha mấy chị nha. Chị Tâm đen 6 ô. Chị Tâm đen cho em xin số điện thoại với chị ơi. Một ô có 15 ngàn thôi, hơn 1 mét là 15k mấy chị. Để em đứng lên cao cho mấy chị xem. Một ô như vậy là 15k. Một ô như vậy là 15k nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi em thấy số điện thoại của chị Tâm đen rồi nè. Một ô nè. Hai ô. Ba ô. 4 ô, 5 ô, rồi 6 ô cho chị Tâm Đinh.
Rồi có chị nào lấy nó không á chị? Một ô như vậy là 15k nha. Hai ô là 30. Hai ô là 30 ngàn. Có chị nào mua về làm rèm cửa sổ nữa không? Rồi chị nào mua nữa thì nhắn em nha mấy chị nha. 6 ô nữa ha. Rồi mã này có chị nào lấy nữa, em qua mã này, qua mã này. Rồi còn 1 ô rưỡi, cái này còn 1 ô mà nó bị dơ rồi. Rồi khúc, cái dây này hết rồi mấy chị nha, dây này hết rồi ha. Rồi qua mã mới nè. Chị Vân Trương là lấy một ô hả chị? Chị Vân Trương lấy một ô hay sao? Vân Trương là một ô đúng không? Rồi đổ cho Vân Trương nè. Một ô của nó là hơn 1 mét nha chị nha. Nó hơn 1 mét nha. Ô là hơn 1 mét á. Rồi chị nào lấy, em còn một dây nữa nha. Em còn một dây nữa cũng phải mấy chục ô nữa. Có chị nào lấy nữa thì comment giùm em là số ô nha. Một ô là 15 ngàn hơn 1 mét nha. Ô 15k hơn 1 mét. Mấy chị mua về làm rèm cửa sổ rất là dễ thương luôn. Rồi mã này lụa satin mấy chị ơi. Lụa satin mình hàng này mềm rũ nha mấy chị nha. Mềm rũ này, lụa satin mềm rũ. Không giãn mấy chị. Cái này satin lụa này không giãn nhưng mà nó mềm rất là đẹp luôn ha. Nó mềm đẹp và dày dặn nha. Mềm đẹp dày dặn mấy chị lên đầm, lên pyjama đều rất là đẹp luôn. Mã này mấy chị lên pyjama nam nữ đều được nha. Lên pyjama nam nữ đều được nè. Cái này em còn 2 ô nữa nè. Chị nào lấy không thì comment giùm em mã này 30 nè. Còn 2 ô. Để em treo cái 2 ô này lên trên này cũng đẹp. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi chị Nguyên Hà 5 ô này ha. Nguyên Hà 5 ô vẫn còn nha. Tại em còn 1 giây đây nữa nè. Nguyên Hà 5 ô vẫn có hả chị nè. Nè em vẫn còn nha chị nha. Không có thấy. Đó. Thấy rồi ha. Lấy thêm chị dây như vậy nữa. Thứ nãy đó là chị lấy mấy dây chị? Chị Tâm Đinh là chị lấy mấy dây? Rồi cái này satin nha mấy chị nha. Lụa satin không giả nhưng mà mình hàng này rất là mềm nè. Mình hàng này mềm dày dặn nha. Cái hồi nãy là phi lụa chị Nắm Hương nha. Cái hồi nãy là phi lụa hình chiếc thuyền rất là to kìa, giống phía sau á. Rồi chị có thể là may may rèm cửa sổ hoặc là may rèm nha mấy chị nha. Một ô như vậy là một chiếc thuyền là 15k hơn 1 mét. Rồi em lên thử mã này sao, lên satin này là bao nhiêu nha mấy chị. Mét một ký đồng giá là 100k nè. Rồi chị nào mà hồi nãy chị nào mà chưa lấy thì comment giùm em bao nhiêu ô nha. Rồi lên giùm em mã này. Satin này là 2 mét là 38k, 1 mét là 29 ngàn nè. 1 mét 19 ngàn nè. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nha. Comment giùm em mã 38 kèm số mét lụa satin về may pyjama nam nữ được nè. Mét 19 ngàn thôi, chưa được 20 nữa. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38 kèm số mét nha chị. Mã 38 kèm số mét ha. Cái hàng này đẹp nha mấy chị nha. Hàng này đẹp mà do còn cây nhỏ thôi em sale luôn để dọn kho luôn cho nó sạch sẽ. Hàng mới về nè. 38 kèm số mét giùm em. 38 4 mét cho chị Băng nè. Cái này mà cắt dễ thì em cắt trên line luôn nha mấy chị. 4 mét cho chị Băng. Đây là 2m 38 nghìn mấy chị nha.
2 mét là 38k. Rồi Hải tính tinh 1m7 nè. Linh Trúc 2 mét. Linh Trúc 2 mét. Út Nguyễn 2 mét à. Này là 38k 2 mét nha mấy chị, về về may pyjama rồi rất là được luôn nha. Cô Quang Dung nè. Hạnh Lê 2 mét. Thư Trần 3 mét. Kiều Nguyễn 2 mét. Tuyết Giáng Trần 2 mét. Gần hết rồi nha mấy chị nha. Su Su 2 mét. Hạnh Lê 2 mét. Hạnh Lê hình như nãy cắt chưa. Hạnh Lê cắt rồi nha chị. Hạnh Lê cắt rồi. Mấy chị ơi, mấy chị comment lần 2, mấy chị ghi chữ nhắc lại giùm em với, đừng có lặp lại là em sẽ bị cắt bị nhầm nha mấy chị nha. Giúp em cái đó nha. Là khi comment rồi là đừng có comment lại nữa. Comment lại là chị ghi chữ nhắc lại giùm em, chị Hạnh Lê nha. Đặng Thị Sương 3 mét nè. Nếu không là em cắt bị trùng nha mấy chị nha. Hồi nãy cắt cái vo nó em dò trùng quá trời luôn. Rồi Nguyễn Hà 2 mét nè. Chị nào comment rồi đừng comment nữa nha, là hết rồi nha mấy chị. Hết sạch rồi. Rồi hết nè. Cái mớ này thì là ngày mai xếp vải rồi mới chốt đơn, hoặc là ngày mốt chốt đơn nha mấy chị nha. Rồi satin khúc này, cây này của em hết nè mấy chị. Rồi lên nhà em vải dạ mấy chị ơi. Vải dạ. Vải stick nha. Rồi stick ngon khúc xanh sau lưng rồi. Khúc xanh sau lưng chờ em xíu nha chị. Khúc đó là hàng phi lụa, chờ em xíu em lên lại cho. Em qua rồi giờ em lên tiếp cái này. Cái này em có cái dài lắm. Rồi mã này nha. Mã này là mã dạ nè. Dạ cái này em còn ít thôi mấy chị ơi. Chị nào lấy dạ thì comment giùm em là dạ kèm số mét nha. Mình chốt đơn theo giá với số mét khi like hay là sao chị? Tại thấy mấy bạn chốt cho chị tổng đơn một ngày cân lại rồi mới chốt, không hiểu nên thắc mắc chút. À như vậy nè, hàng em bán giờ là 100 ngàn một ký ha, là để cho mấy bạn chốt đơn cho dễ. Thì khi mà chốt đơn mấy bạn sẽ xếp lại, mấy bạn sẽ cân lên. Thì căn cứ vào cái số tấm mà mình đã chốt ở trên live á, thì chắc chắn là mấy chị cộng lại thì cái số khi mà em cân lên á, có thể là nó ít tiền hơn hoặc là nhỉnh hơn 1-2 nghìn. Còn tấm nào mà nó giảm á, thì mấy bạn sẽ chụp riêng để cộng tiền riêng vô nha mấy chị nha. Vì cái này là cùng một giá thôi. Thì khi mà nhiều khi em cắt ở trên live á, nó nhanh á, thì nó có thể là nhỉnh hơn 1-2 phân nha. Còn ví dụ như có tấm ở trên live em bán ví dụ như là 100k, nhưng mà khi xếp vải mấy bạn thấy là cái góc nó không có được đẹp, hay là mấy bạn nó thấy bị dơ hoặc là rẻo cho nó thẳng thớm lại á, thì khi cân lên nó sẽ nhẹ tiền hơn nha chị nhé. Như vậy á. Còn tấm nào mà ví dụ như mà 1m ở trên này em nói là bán 100 ngàn một ký là em sale rồi, nhưng mà cái mẫu đó em giảm còn 10 ngàn một mét thôi, thì khi mà mình cắt bao nhiêu mét là mấy bạn nhân số tiền lên là nhân với 10 ngàn, nhân với 15 ngàn. Giống như hôm qua giờ là mình sẽ có 3 mã. Một mã là mã von, hồi nãy là von màu gì đó em không nhớ nữa, mà 10 ngàn một mét nè. Von đúng là von da trăng á, là 10 ngàn một mét nha. Còn hình chiếc lá, hình lụa với lại là một cái mẫu hoa nhí nữa là 15 ngàn thôi. Vậy nha mấy chị nha. Còn mấy cái mẫu mà nó bị dơ hay là bị gì lai là mấy bạn sẽ giảm ha. Còn chủ yếu là cân lại, là xếp lại cân nhỏ dễ. Chứ giờ hôm qua giờ mấy chị thấy em cắt nhiều gì mà đếm cộng từng miếng là nó mất, rất là mất thời gian luôn. Dạ dạ này giảng nha mấy chị nha. Này giảng nè, giảng này mấy chị, giảng đẹp lắm. Chẳng qua là bán giờ nó không có đúng mùa. Rồi lên dạ ha. Dạ 1 mét cho cô Thu Liễu này. Con cắt 1 mét này ra rồi con cân lên cho mấy chị mấy cô là mình hình dung được là 1 ký là 1 cái mét này là khoảng bao nhiêu tiền ha. Đồng giá 100k 1 ký thôi nha mấy cô mấy chị nha.
riêng một cô nào mà cắt 1 mét mình sẽ chịu nhiều hơn một xíu nha cô nha, tại vì 1 mét con sợ con cắt lỡ cái dây kéo một cái á là mấy cô không có đủ để may. Rồi 1 mét này. Dạ này đẹp nha mấy chị nha, ở trong rất là êm luôn. Rồi 1 mét này là tầm 43.000 nha cô nha. Một tí 100 mét này khoảng 43.000. Rồi 2 mét dạ chị tước lê nè. Này còn ít thôi mấy chị, chắc chưa được 10 mét đâu. 2 mét dạ chị tước lê. Dạ màu này nhìn được cũng rất là sang nha mấy chị nha. 2 mét dạ chị tước lê nè. Cái này may áo khoác. Đồ cái này em không biết rồi, chắc phải cắt 1,5 mét gì đó. Dạ này kỳ trước chị mua rồi phải không? Chắc cái này là hồi lâu á, cái này hồi lâu mà còn một cây nhỏ lại xong em để trong kho tìm hoài không ra giờ mới thấy nè. Dạ này là mấy chị may chân váy nè, mấy chị may quần sọt hoặc là may áo khoác là vậy đó. Dạ này 1,5 mét chị Hạnh nè. Dạ này đẹp lắm mấy chị nha. Lần trước mà chị mua bên em rồi chắc là cái loại này rồi, tại vì lần trước em về 2 cây dạ thôi, một cây này một cây khác nữa. Rồi chiếc này là dạ có giãn nha mấy chị nha. Dạ có giãn em đưa gần hoặc tích cho mấy chị xem nè. Tích nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Cái này còn ít thôi mấy chị, còn có mấy mét rồi. Còn rồi 1 mét cho Mỹ Dung nè, 1,1 mét cho cô Quang Dung. Rồi hết luôn rồi mấy chị ơi. Cái phần của cô Quang Dung. Rồi hết rồi nha, hết rồi. Rồi chưa được 10 mét nữa, dạ này đẹp lắm. Mấy cô về may áo măng tô cũng được nha. Rồi hết, hết rồi chị Trần Thu Tuyết ơi. Tranh thủ ghé nhà dì Hoa chơi nhé. Ủa? Ủa cô Hồng Tơ là quen nhà dì Hoa hả? Ủa chứ nhiều khi bà con vẫn biết tôi. Ủa cô ơi, cô là bà con sao ấy, con không biết. Ghé nhà dì Hoa chơi. Nhiều khi là ghé bằng mề bằng nến á. Hả? Ủa rồi hả? Mẹ đi. Ai biết mẹ, tự nhiên mẹ Dương Tiên đi mua, biết mua vài bánh mến với hóa bằng vài mất. Rồi cái này là một cái loại vải công sở nha mấy chị, có giãn nè, màu vàng ha. Loại này có giãn không? Có công sở có vàng mà cái này nó mềm lắm nha mấy chị nha. Cái này mềm nha. Để em cắt thử cái này 2 mét bao nhiêu nè mấy chị, lên cái mã này giờ. Lên mã này thì em thấy cái này là mấy chị lên được quần tây nè. Mã này thì mấy chị may quần tây đồ cũng được nha. Ủa mà nhắn lộn. Trời ơi chị biết sao không, tại vì con cũng có một người dì tên là Hoa. Xong rồi chị nhắn vậy con tưởng là dì là bà con của bên con. Rồi kêu con qua nhà dì Hoa chơi là thế nào cũng gặp dì. Dạ hả. Rồi mẫu này mấy chị lên đầm nè. Ở ngoài đó, ở ngoài cái tông nó màu vàng hơn như vậy. Em đưa cái góc này là đúng hơn này ha. Đưa góc này đúng hơn. Tông màu vàng như vậy nè, mềm, có giãn. Về may quần tây hoặc là mình may áo vest, may đầm cũng được nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em là mã màu vàng kèm 6 mét nha mấy chị. Mã vàng kèm 6 mét. Để em cắt thử 2 mét này là bao nhiêu. Cái này mấy chị may bộ để đi chơi, đi dự tiệc thôi nôi đầy tháng gì cũng được nha mấy chị nha. Mấy cái này mấy chị đem may đầm đi ăn đám cưới cũng được nữa. Màu này rất là đẹp luôn. Màu này ở ngoài sáng da lắm nha mấy chị. Màu này ở ngoài sáng da lắm. Rồi 2 mét là 54k nè. 2 mét 54k là 1 mét 27 ngàn rồi, chị nào lấy thì lên giùm em là mã màu 54k kèm 6 mét nha mấy chị. 54k kèm 6 mét ạ. Xanh đen là giờ chưa thấy xanh đen, chưa thấy xanh đen chị nha. Lên giùm em mã này 54k mấy chị nha. Chất liệu dày dặn nha mấy chị, 1 kg rồi có 4 mét mấy thôi. Chất liệu rồi dày lắm, dày mà có giãn nó mềm. Chị nào mà mình mua về mình may may vest này, may đồng công sở, may đồ công sở đi làm hoặc là may chân váy quần tây rất là được luôn. Mã này đẹp lắm nha mấy chị. Hạn chế qua lại nha. Đây. Trên gác còn một cái máy nữa mà. Ôi vải tay thi thì giờ chưa có lên được, em cất vô kho rồi. Rồi 54k nè. Lên em mã 54k 2 mét nha. Mã này thì em gọi tạm nó là vải công sở đi có giãn nha, tại em không biết chắc nó là tên gọi chính xác là gì cả. Rồi 2,5 mét cho cô Hạnh Lê nè. 2,5 mét cho Hạnh Lê. 2 mét cho Trần Thị Thùy Quyên. 2,54 mét mình phù hợp để lên vest rồi là vậy nha mấy chị nha. Lên vest lên quần tây rồi vậy rất là đẹp, lên đầm cũng được luôn. Có giả em biết chất này nha mấy chị. 2 mét cho Lê Thị Hồng nè. Mà chất này em cam kết là rất là đẹp luôn. Và không có, nó không
không có mỏng nha, may không cần lót luôn á. 2,5 m cho cao Nhật Khánh ạ. À. 2,5 m cho Hạnh Lê nè. Chị nào mà comment nhắc lại là ghi chữ nhắc lại giùm em nha. Rồi 1,5 m cho Nguyệt Lê, lên giùm em mã 54 kèm số mét nữa chị. 3 m cho Kiều Nguyễn nè. Này là cây mới sổ ra nha mấy chị nha. Rồi 3 m cho Kiều Nguyễn. Và 2,3 m cho Ngọc Hương nè. Lên bộ zoom được nha chị nha. Cái này lên zoom cũng được luôn. Mềm lắm chị. Cái chất này mềm lắm luôn á. Sờ rất là mềm da nha mấy chị nha. Mềm da lắm. Rồi 2,5 m vàng cho Thảo Nguyễn. Gần hết rồi ha. Rồi 2 m cho chị Trần Thu Tuyết nè. 2 m cho Phương Nguyên. Rồi hết nha mấy chị nha. Hết rồi. Phương Nguyên khúc cuối để em coi được 2 m không nha chị nha. Tại vì em thấy cái này nó không, sợ không đủ. Nếu không đủ thì em báo nè. Tại chị đặt cuối. Rồi hết rồi nha mấy chị nha. Hết rồi ha. Rồi hồi nãy chị nào mà chưa hỏi ra hỏi mua lại cái này nè ha. Này là phi nha mấy chị nha, hàng phi. Có một ô như vậy là có một chiếc thuyền nha mấy chị nha. Một ô này là hơn 1 m. Hơn 1 m là có một chiếc thuyền nè. Phi này không giãn. Chị nào mà mua về. Ok chị nè. Vậy là có 2 m cho chị Nguyễn Dung ha. Vậy là có 2 m cho chị Nguyễn Dung. Tại vì chị Hạnh Lê là chốt vàng hai lần. Rồi chị Hạnh Lê lần sau chú ý giùm em á nha. Chị có comment, chị sợ chú có đọc tên của mình thì chị ghi chữ nhắc lại giùm em nha chị nha. Cái comment thứ hai á, chị có ghi chữ nhắc lại giùm em. Rồi cái này nè. Mã này là một ô là 15k nha mấy chị nha. Cái này một ô là 15.000. Một ô là 15.000 là hơn 1 m đó mấy chị. Chị nào mua về làm cửa sổ, làm rèm cửa sổ rồi vậy đó. Thì mình lấy theo ô đi. Tại vì nó theo ô nè, nó in theo ô. Ô rồi nó ngăn cách như vậy nè. Rồi chị nào lấy bao nhiêu ô thì comment giùm em nha. Thanh Vân Nguyên 4 ô nè. 4 ô. 1 2 3. Rồi 4 ô cho Thanh Vân Nguyên nè. Rồi 4 ô Thanh Vân Nguyên rồi nha. Này còn chị nào lấy nữa không nè mấy chị nè. Rồi 5 ô cho chị Nguyễn Hà nè. Rồi chị nào lấy nữa thì comment giùm em nha. Có một ô như vậy là 15k nha mấy chị nha. Cái này em có nhiều. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Một ô như vậy là 15.000. Mình mua về mình làm rèm cửa sổ rồi vậy vẫn được nha mấy chị nha. Mua về làm rèm cửa sổ rồi vậy đó. Một ô như vậy là 15.000 nha mấy chị nha. Một nè. Một nè. 4 ô. Rồi 4 ô. 2 ô cho Hạnh nè. Bố ơi chị Kiều Nguyên nè. Mấy chị mua về làm rèm cửa sổ xinh lắm luôn á. Bố ơi cho chị Nhi nè. Khổ này chị, cái này là bị, cái này là khổ 1,5 m nha chị nha. Khổ 1,5 m nha.
Rồi chị Hương 8 ô nè. 1 2 3 4. Còn không đủ chị ơi. Còn có 4 ô à. Em còn có 4 ô nha, không đủ cho chị Hương nha. Chị Hương nó lấy 4 ô thì ok giùm em cái này hết rồi, một ô này là bỏ rồi nè. Sắp chỉ còn 4 ô thôi nha, nếu chị Hương lấy thì ok, chị Đương á, chị Đương lấy thì ok giùm em nha, sắp không đủ nha chị. Sắp chỉ còn có 4 ô, chị đặt 8 ô là sắp không đủ rồi. 4 ô chị lấy được không? 4 ô chị lấy được không nè chị Đương ơi, nếu mà lấy không đủ thì em để cho chị khác nha. Rồi lấy 4 ô. 4 ô này em chia ra 2 ô chị Thảo Nguyên. Mới thêm 2 ô nữa cho một chị nữa nè. Sau chị Thảo Nguyên là chờ em một xíu ạ. 2 ô chị, 2 ô chị Thảo Nguyên, 2 ô cho cô Nguyễn Ngọc Phúc rồi hết rồi nha mấy chị nha. Đằng sau không, đằng sau nó hết rồi, cái đó là bán rồi á. Cái đó bán rồi. Cái đó bán rồi, chỉ để trưng bày treo lên cho mấy chị thấy mã thôi. Chứ cái đó bán rồi nha chị. Rồi hết rồi nha mấy chị nha. Hết rồi ha. Ô đầu tiên này là em cắt bỏ nha mấy chị. Ở đến 3 nó còn một cái chứ gì thôi, cái đang cắt nó. Cái này chị mở được đoạn cắt không chị? Rồi hai cái này cho Thúy Nguyễn Thị Thanh là hết nè. Tại hồi nãy là 4 ô không đủ, 8 ô là không đủ nha chị nha. Rồi lên cây tiếp theo nè chị ơi. Rồi cái hàng này là Liên tính chị mũi một cái đó giúp chị với Liên. Chị mũi này không điện nhẹ chiều rắn bao giờ chị tím ra nè. Nhẹ chiều rắn á. Vừa đã rồi. Trời ơi, bị quẩn người kiểu gì luôn. Rồi cái cây này là em sale nha mấy chị nha. Cây này bữa nào mà chị nào mua về bể may áo vest nè mấy chị nè. Nhiều một động thế nè, để kẹo vài phù đó. Cắt kẹo vài vốn là thế. Đúng rồi. Này có giảm này rất là đẹp nha mấy chị nha. Mà cái cây này nó to quá nên em mới sale cho mấy chị thôi. Đây hồi vải này rất là giãn, giãn đẹp nè. 100.000 một ký là hàng siêu rẻ nè. Được rồi, để chặt cái phô cho trẻ chứ. Rồi mã này chị nào mà lấy về mình may may đồ vest nha mấy chị, may set quần vest với áo vest nè. Quần vest áo vest hoặc là chân váy với áo vest hoặc quần sọt nha. Lên giùm em mã vàng kèm số mét nha. Vàng kèm số mét. Hôm nay có cây màu đỏ, màu hồng, màu xanh với em đem ra sale luôn mà không biết có lôi ra được không nha. Màu vàng này rất là đẹp luôn. Mềm có giãn nha. Chị nào mà lần trước mà mua là biết cái chất của bên này rồi. Cái này là tới 4 cây lận nha mấy chị. Nhưng mà giờ em sale nè ha. Còn có 1 cây hơn rồi. 2 mét giờ còn có 39.000 thôi mấy chị ơi. 2 mét này giờ còn có 39.000 à. Hàng này mấy chị về may vét được nha. Mềm. Sớ vải đẹp lắm mấy chị. Màu này cũng rất là sáng da nha. Mấy chị lên quần, lên áo, lên chân váy. Mấy chị lên cái set mà chân váy hoặc là quần sọt với lại là cái áo vest đó, tay dài mà cái kiểu form rộng rộng của Hàn Quốc đó, là lên cái mẫu rất là hợp nha. Lên giùm em mã vàng kèm số mét. 2 mét là 39k, bán đồng giá là 100.000 một ký nha mấy chị nha. Rồi em lên đơn nè, kéo vải không biết có đủ không. Mấy chị lên đơn vàng đi nha mấy chị nha. Rồi em cắt nha mấy chị. Lên đơn vàng kèm số mét giùm em ha. Cùng tay lên. Xe rồi thì mong là tại vì giờ em dọn kho đi cho hàng mới về nè mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy vàng thì comment giùm em là vàng kèm số mét nha. Về mình may bộ cũng được nha mấy chị nha. Mẫu này mấy chị về may bộ cũng được. Về may bộ cũng được nè. Mình may đồ cho con nít người lớn gì cũng được hết. May đầm cũng được, may đồ mẹ và bé. May quần sọt nam cũng được luôn nha. Hàng này là mã là gâu nha mấy chị nha. Ở ngoài, mấy chị ra ngoài mấy chị mua đồ cũng sợ. Mấy chị hay mua là hàng gâu á. Hàng gâu, hàng gôn gì đó. Là để về mình may đồ cũng sợ nha mấy chị nha. Lấy giùm em mã vàng kèm số mét ạ.
sổ nó không đúng sổ đó. Được rồi đó. Nhiều lắm rồi đó. Rồi vàng kèm số mét giùm em nhận đơn này ha. Ui ít quá. Ít quá kéo ra không đủ. Kéo quá trời luôn. Vàng rất là đẹp nha mấy chị nha. Vàng này đẹp lắm ạ. Vàng này chị nào mà mua hàng bên em rồi là biết cái chất rồi nha mấy chị. Hàng có giãn nha. Hàng có giãn nè. Rồi lên mã vàng kèm số mét. 6 mét vàng cho chị Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn nè. Chị nào bị ẩn comment thì comment lại giùm em nha. Bốn mét vàng cho chị Băng nè. Hai mét chị Nguyễn nghe. Hai mét cho Thảo Nguyễn. Đen là hết rồi nha chị nha, đen hết lâu rồi. Hai mét cho anh Nguyên nè. Cái này bữa về 5 màu luôn á. Rồi 1 mét 3 cho Thủy Triều. 1 mét 5 cho Kim Tiến. Lấy hằng cắt nè, lấy vào cái điểm nổi nha lấy. Lấy cánh được mệt rười á. Rồi 3 mét cho chị Hợp nè. Lên mã vàng kèm số mét đồng giá 100 ngàn một ký nha mấy chị nha. Rồi Nguyễn Nga 2 mét có số điện thoại rồi nè. Bị trùng nha chị nha, hồi nãy em mới thấy chị Nguyễn Nga xong. Rồi Nguyễn Nga comment trùng quá nha chị nha. Nguyễn Nga comment trùng nè. Thanh Hạ 2 mét rưỡi. Một mét rưỡi cho chị Thúy nè. Hết buồn cho chị. Giờ này mua được hàng hết buồn chưa? Chị Hằng Nguyễn 3 mét. Vì chị á, nên em sẽ vác nhiều cây hàng ra nữa. Cô Quang Dung 2 mét 2. Thảo Nguyễn Thị 2 mét ạ. Và này mấy chị về may vét nha mấy chị nha. Về may set đồ, đồ bộ cũng được, may đầm cũng được, may áo cũng được. Nói chung cái màu vàng này mình may được nhiều mẫu nha mấy chị nha. Sọt nam nữ đều được. Loan Lê 2 mét nè. Kim Tiến 1 mét rưỡi. Mấy chị may set chân váy Hàn Quốc mình thấy mấy cái đơn, mấy cái nhà bán hàng người ta hay chạy quảng cáo mấy chị. Nguyễn Nga 2 mét comment 3 lần ạ. Mỹ Lệ 2 mét rưỡi. Thanh Nga 2 mét ạ. Mấy chị đã mua đủ đơn nha. Bên em đơn trên 2 trên 1 ký em đi hàng nha mấy chị. Đơn trăm trăm cho em xin cọc 50 ngàn nha mấy chị. Đơn triệu xin cọc 100 ngàn. 2 mét cho Nga Thu. Kim Hoàng Mạnh 2 mét nè. Và anh Nguyễn 32 mét có rồi nha chị nha. Rồi Phương Nguyên 3 mét nè. Rồi Thủy Triều. Thủy Triều 1 mét rưỡi hủy. Và 1 mét rưỡi hủy 1 mét rưỡi. Chất này là vàng công sở nha chị nha. Hàng công sở có giảm. Thảo Nguyễn Thị 2 mét vàng có rồi ạ. Trương Thị Bích Thủy không cắt được do không có số điện thoại nha. Của chị Thanh Hạ thêm 2 mét rưỡi nữa. 2 mét rưỡi là đủ bộ set luôn nha mấy chị. Đủ set cả chân váy với áo vest luôn á. Rồi vàng 2 mét cho cô Ngọc Phúc ạ. 1 mét rưỡi cho chị Thúy Thị Thanh Nguyễn có rồi nha. Rồi Hanna 2 mét có rồi, comment 2 lần nha chị nha. Anh Trần Thị Lan không có số điện thoại không cắt được nè. Xuân Mai Phan 2 mét kéo bảo giùm Liên ơi. Alo. Liên ơi. Được, đứa nào ra kéo bảo giùm chị với. 2 mét cho Xuân Mai Phan nè. Rồi Hiếu Phan 2 mét 2. Bé đây nè. Em kẹo lên chị. Em cầm lên kẹo lên chị. Rồi 2 mét 2.
Anh Trần Thị Lan, ba mẹ có số điện thoại rồi là đủ đó. Con chị nào lấy nó không á chị ơi? Tầm ước là giờ đang không có nha chị nha. Tầm ước là giờ đang không có. Rồi em trừ hao ra 2 mét đi ha. Rồi cắt dư cắt thiếu gì đó. Rồi cái này con chị nào lấy nó thêm là lên em dùng mã vàng nha. Rồi Thanh Vân Nguyễn 1 mét rưỡi nè. Rồi Liên Nguyễn 2 mét nè ha. Rồi mã này con chị nào lấy nó không á chị? Con chị nào lấy mã này nữa không nè? Rồi em qua mẫu luôn nha. Qua mẫu không biết là có lôi được cái cây màu xanh biển với lại cây màu đỏ ra không. Hai cây đó cũng đẹp cực kỳ luôn. Mà sợ không có lôi ra được nha. Khổ 1,5 mét nha chị nha. Hàng công sở này khổ 1,5 mét giùm em. Rồi còn cái này vàng em vẫn còn một. Cái này chắc giờ còn khoảng 30 mét nữa quá. Rồi chị nào lấy nữa thì lên giùm em là mã vàng kèm số mét nha. Khổ vải 1,5 mét nè. Rồi khi nào mà mấy chị đang là cắt hàng cây nha, nên khi nào mà mấy chị mà comment lần nữa để cho chắc chắn là sợ mình không có đọc tên hoặc là bị ẩn comment đó, thì ghi chữ nhắc lại giùm em nha. Rồi ok nè, chờ em xíu em bưng cái này đi để nè. Nó quá chiếm diện tích rồi. Này em còn màu biển mới là màu đỏ nữa mà giờ không có lối cây ra được nha mấy chị. Cây nằm tốt ở trên ở bên phía tay trái của em nè mà không có lôi đi được. Này nó nặng lắm mấy chị ơi. Hàng cây này phải có thanh niên lực điện, nhà em không có ai. Không có con trai nha. Rồi. Satin màu hồng nha mấy chị nha. Ủa Liên làm gì lỗi hình Liên? Thế giờ đáng đời Liên Liên ơi. Phụng tay Thảo ơi. Thôi phụng tay Thân, cho hai đứa giúp đơn thôi. Thôi cần Thân được rồi. Cho em dây kia, cái này satin màu hồng phi. Cái này phi lụa nha mấy chị nha. Đẹp lắm mấy chị à. Nên pyjama cái mã này cực đẹp luôn. Mềm rũ nè, cái này em nghĩ là bán hết á. Cái này cũng còn nhỏ, mềm đúng không? 70 mét cắt cho, lát hết á. Đẹp mà. Này đẹp á. Ngọt ngào mà nó mịn đó. Bá ủ lên cất vô lại. Suy nghĩ đẹp mấy. Mấy ngàn gì cục. Thấy đẹp quá suy nghĩ. Hay vậy lắm. Cái nó là bởi vì nhà bởi vậy bao. Bởi vì bãi đem đồ mà tính thành bao tải. Rồi cái này mã hồng nha. Chị nào lấy thì lên giùm em mã hồng kèm số mét nè. Này một mét chắc được 10 mấy ngàn thôi mấy chị. Tại cái này nó nhẹ hơn ha. Mịn rũ lắm luôn á mấy chị. Thấy cái nước vải của nó nè. Đẹp cực kỳ luôn á. Chị sổ vải chúng em còn xí mấy mét về mấy đồ nè mấy chị nè. Lấy mấy mét quyết định lẹ. Thôi hết nha. Tôi báo là hết nha. Linh lấy cái này mình mấy pyjama không? Cháu bộ nè. Không không? Không lấy đó hết đó chịu. Chị lấy. Tính tiền á. Thấy hả? Thôi bị đẹp luôn, mịn quá trời mịn luôn nha. Người ta may pyjama thôi bà ơi. Lên hồng kèm số mét giùm em nha mấy chị nha. Thôi hồng này không giả nha chị nha. Phi lụa không giả nhưng mà cái nước mình của nó rất là đã luôn nè mấy chị nè. Mình của nó cái này không giả nhưng mà cái nước của nó mềm mà nó mềm một cách kinh khủng luôn. Đây nè. Đồ ngủ mới phê nha. Này mấy chị. Thôi đi vô cho tôi ngồi. Thôi mình sexy luôn mấy chị. Trời ơi. Chồng yêu chồng mê liền nha. Lên giùm em mã hồng kèm số mét nha mấy chị nha. Hồng 2 mét cho chị Anh Liên. Để em cắt xong rồi em đo mét cho mấy chị nha. Mã này mấy chị may pyjama mà may đồ ngủ nha mấy chị nha. Siêu đẹp luôn. Đúng chuẩn hàng luôn á. Ê cái bộ đồ mấy đứa nó tặng chị đám cưới á. Chất liệu này nè. Trời ơi. Miếng đầu mà dậm cái chân lên nó bị thẻ một miếng ngay eo. Rồi 2 mét cái này có 29 ngàn hả mấy chị ơi. 2 mét có 29 ngàn à. Mét mười mấy ngàn thiệt á. Rồi bắt đầu nhận đơn nha mấy chị nha. Nhận đơn nè. 2 mét rồi có 29 ngàn thôi mấy chị nha. Rồi anh Nguyên 2 mét nè. Chị Băng 4 mét. Cái
này là phi lụa nha mấy chị nha, không giả nhưng mà mình hào nó rủ kinh khủng luôn. Rồi 3,5 mét cho Thanh Hạ nè, 1,5 mét cho Hồng Đào Ngô, Hồng kèm 6 mét nha mấy chị nha. Út Nguyễn 2 mét, cái này là phi lụa nha mấy chị nha, 2,5 mét cho Thảo Nguyễn. Ôi cực kỳ đẹp luôn mấy chị, mềm rũ đẹp lắm luôn á. 3 mét cho Ngọc Thắm Phan nè, 1 bộ là cắt 2 mét nha chị. Vải hồng là phi lụa nha chị, phi kim xanh lam nha, hàng không giả khổ 1,5 mét. Mỹ Lệ 4 mét nè, hàng phi lụa nha mấy chị nha. À cái này mấy chị có thể dùng để may áo kiểu nữa nha, cái này mấy chị may áo kiểu đẹp lắm. Hàng phi lụa mấy chị may áo kiểu đẹp lắm, nó ít bị xước nha mấy chị, nó ít bị xước. Rồi 2,2 mét cho Hiếu Phan nè, phi lụa này ít bị xước nha mấy chị nha, may áo kiểu rất là đẹp nha. 2 mét cho chị Nguyễn Oanh, còn chị nào mà may đầm thì lót lên giùm em nha, tại cái chất của nó rất là rũ luôn. Mà cái này nó mà may không một mình thì em sợ nó dễ bị lộ khuyết điểm á mấy chị. Rồi Lan Lê 2 mét nè, mấy chị may đồ ngủ ở nhà thì rất là ok luôn nha. Đức Nguyễn 5 mét. Rồi Trần Hằng 2 mét nè, Kiều Nguyễn 2,2 mét, Hương Phạm Hoàng 2,5 mét. Bà Thư quyết định không lấy đúng không? Thảo Nguyễn Thị 1,7 mét. Tôi bán hết đó nha, đừng buồn nha. 1,5 mét chị Beru. 2 mét. Rồi hết rồi, chị Đàn Thái, Đàn Thái là khúc ở trên này, tặng cho chị thêm miếng nữa hết. Cái phi lụa màu hồng nha mấy chị nha, hết sạch rồi. Kéo vải mới lâu hả, chứ chốt đơn nhanh hả. Giờ cái đứa cắt vải mới lòi mắt nè. Chiều mai có chai 6 muối qua nha. Bây giờ để tao biết tao lại. Chiều nha. Chiều bà ơi, bà làm sao nhỏ nữa. Nó qua xong rồi nó nói là chị ơi cho em khỏi lãnh lương ngày hôm đó em xin nghỉ luôn. Chết với tôi bà, trời nó tuột, thấy nó trơn nó mất mà nó tuột luộc xuống. Nó tuột dữ quá mấy chị ơi, nó trơn quá. Rồi hết ha. Hết cái cây phi lụa, chờ mấy bạn ra lôi vải phụ em nữa cho, một mình em lôi không nổi rồi. Rồi trong lúc chờ mấy bạn thì chờ, thì em lên trước cái này đi ha. Lôi thấy mày cái sọc ở trong này ra đi. Cho trong đấy liên lôi được không? Liên leo đây liên lôi được không? Sợ lôi không được. Lôi mày cái sọc ở trong này có cò chuột, chuột đớn luôn. Cái này là mã thun nha mấy chị nha. Vải thun, thun trái cherry màu đỏ nè. Lên rất là sang luôn nha mấy chị nha. Cái này vải thun nha. Rồi cầm dùm đây đi, cầm dùm này. Cầm dùm này đi kéo lên liên. Để em cắt thử cái này là 2 mét là bao nhiêu tiền nè. Cắt thử này 2 mét bao nhiêu tiền nha mấy chị nha. Mày kìa cái rố rồi tích xí rồi lại vón bí rồi mày là đem nó hết đi, xà luôn. Cái này do cái khó là đề cậu cái chỗ ngôi chục đớn. Rồi em cắt thử 2 mét là bao nhiêu nha, cái này là vải thun thì nó nặng nha mấy chị nha. Thun thì nặng ha. Cái này thun dày mấy chị ơi, lên may đồ bộ rất là đã luôn mấy chị. Lết cỡ nào nó cũng không có bị giãn ra nha. Thường thun á là mấy chị sẽ sợ là mình vận động nhiều là ngay đầu gối hay là ngay mông mình ngồi nó bị sạc ra, nhưng cái này không bị nha mấy chị. Cái này nó dày lắm luôn á. Thun này em thấy gần như là giống như là thun thể thao vậy đó. Nó dày gần giống như là thun thể thao á mấy chị, mà nó láng lắm luôn, nó không phải là thun đồ bộ loại mà mỏng mỏng ở ngoài chợ nha mấy chị nha. 2 mét là tới 6 lạng, 610 gram lận là 61.000 lận nè. 2 mét là 61.000. Mét 30.500 nhưng chất của nó rất là dày nha mấy chị nha. Nhìn cái chất của nó này mấy chị nè. Dày lắm luôn, không có lông gì luôn, không đổ lông luôn. Thun này không có lông gì luôn nè. Mấy chị về may đồ bộ hoặc là may đầm cái này rất là đẹp ha.
Lên giùm em mã 61 kèm số mét nha mấy chị nha. 61 kèm số mét. Cô Quang Dung hình như là cái hồi nãy có cô đó. Con có cắt cho con có nhớ là đọc tên là có cô á. Rồi 3 mét thun cho chị Đặng Thị Sương nè ha. 3 mét thun cho Đặng Thị Sương nè. 2 mét cho Thảo Nguyễn Thị nè. Rồi chị nào lấy cái cherry này thì lên giùm em mã cherry nha mấy chị, mã 61 nha mấy chị nha. 61k là 2 mét lần mét khoảng cỡ 30 ngàn rưỡi nha. Rồi 2 mét cho Hằng Nguyên. Rồi chị nào mà lấy cái cherry này mấy chị lên đầm được nha mấy chị nha, lên đầm ôm đồ được nè. Lên đầm đồ đẹp luôn ha. Rồi em thấy số điện thoại của chị Dung Tuyết Dung rồi mà không biết chị cắt bao nhiêu mét hả chị hả? Em biết chị cắt bao nhiêu mét nè. Rồi 2 mét cho Nấm Hương nè. Ba mét cho Nga Trương nè. Gần hết rồi nha mấy chị. 1m7 cho Dung Tuyết Dung nè. Rồi chị nào lấy nữa thì comment giùm em là mã 61 kèm 6 mét nha. Rồi 1m cho anh Nguyên nè. Lỡ vừa vừa thôi. Lỡ vừa vừa thôi cho mình dẹp cho chồ. Cho đối đội thì cũng được là cỏ chồ cho rồng phải không? Rồi còn chị nào lấy nữa không mấy chị? Còn chị lấy em còn mấy mét thôi nè mấy chị nè. Em còn mấy mét lấy giùm em luôn đi. Rồi Nguyễn Hoa Trân 2m. Cái này là 2m là 61k là vải thun đồ bộ. Hàng này không có đổ lông nha mấy chị nha. Hàng dày luôn nha. Cái này hàng này là 2m là nặng 610g. 2m nặng 610g. Mấy chị lên đầm cũng được. Mấy chị lên đầm cũng được nha. Lên đầm đi chơi đồ cũng được á. Lên bộ cũng được. Lấy hàng mà không thấy gọi điện chốt. À sorry chị còn một cái mã. Lạc nữa làm sao lối hệ cái hang có tông ra cắt cái mà 052 chị tả mất 152 mà nó cắt không được bây giờ giữ xá đừng chị ơi em cắt hàng có tông chị mà còn thiếu đúng một mã thôi, nó nằm ở dưới cái chồng cuối cùng á mà em lôi không được vì nó quá nặng á, lát nữa con bé nó chụp hình nó gửi chị cho mà giờ chưa có lôi ra để cắt được nên em gửi chị cái mớ trên mớ kia trước rồi cái còn lại chị đặt thêm cái gì á rồi em gửi cái sắp đó đi được không chứ giờ để chờ cắt được cái đó nó lâu quá. Chị Pepsi là em thấy rồi, bữa còn thiếu của chị, cái sắp vải nó thiếu của chị là 1m2 màu cô tông màu hồng gì hay màu vàng gì đó. Mà tìm hoài không ra nên chú dám rút đơn là thiếu một miếng vải. Dạ ok chị nha, chị Tám nói là ok kìa thiếu một miếng nhưng mà đi trước đi rồi còn cái mã kia đi đơn sau chị cũng được. Còn chị Pepsi là đi chốt đơn với chị Pepsi luôn, thiếu một m2 mã màu vàng gì bo gì đó. Để coi thử có cái nào bôi lót không thì cắt thế vô hoặc là nói chị là cái đó gửi đơn sau được không nha. Để em cho chốt liền nha chị nha, cái đó soạn rồi mà thiếu một miếng. Rồi cái này còn chị nào lấy nữa không mấy chị ơi, mã cherry này 2m là 61k nha. Dạ đúng rồi, ngày thứ bảy là em chốt tới đơn của mình rồi. Mà xong rồi em thấy thiếu một tấm 1m mấy rồi mà em tìm hoài không có. Em chưa dám chốt. Tại cái đó là em là người chốt luôn. Giờ em cho mấy bạn gửi cái đó trước nha. Nếu mà cái màu đó mà có cái nào mà em thế được thì em cắt em thế cho nha chị nha. Không biết lạc ở đâu tìm không ra. Tại khi chốt đơn là em phải dò lại xem tin nhắn mà em đã gửi chị là gồm những mã nào, dò có đúng không á chị. Thì thiếu một miếng. Của chị Tám cũng vậy, thiếu một miếng nên không có chốt được. Rồi mã cherry này 2m là 61 ngàn này, còn chị nào lấy thì comment giùm em nha. 2m 61k. Cái này em còn 1m nè, 2m nè, 3m. Rồi còn 4m nha mấy chị nha, còn 4m nha. Ôi chị Nguyễn Hòa chụp hình gửi cho em liền nha chị nha. Chị Nguyễn Hòa chụp hình cho em liền chứ chừ. Giờ em đang la chị nhắn vậy là em không hình dung được. 2m cho chị Trần Thảo Nguyên nè. Vì bây giờ là cũng nhiều chị góp ý á. Em nhắc mấy bạn là xếp vải là cẩn thận hơn rất là nhiều luôn. Thì tỷ lệ bây giờ mà xếp vải mà hàng bị lỗi mà không báo nó rất là ít luôn. Thì trong trường hợp nếu mà nó có thì mấy chị báo giùm em nha. Rồi em sẽ sửa lại. Chờ để cắt thêm vải may ra nệm xếp cùng hôm bữa cắt khúc 3m. Rồi để hôm nay giờ lên thêm một vài cây rồi hôm nay em chiều nay em sẽ lên hàng ga nệm nha. Rồi em còn 2m có chị nào lấy không mấy chị ơi? Hàng này là hàng thun nha mấy chị nha. Hồi nãy chị nào hỏi cái này là hàng gì nè, chị Nhung Trang hỏi này, cái này là vải thun nha chị. Thun mà cái này thun không đổ lông nha chị nha, thun không đổ lông phía trong là đó ngoài rất là láng luôn. Và hàng dài dạng 2m là 6 lặng rưỡi, em còn 2m thôi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em, còn 2m là hết rồi nha. 2m là 61k ký đồng giá 100.000. Rồi 2m cho chị Nhung Trang là hết luôn nha chị nha. Cho chị 2m đỏ giống vải vàng. Rồi trời, giờ chưa dám nhận nha chị nha. Tại vì cái cây đó thì có trước mặt em luôn, nhưng mà em chưa có lôi được nên em không có dám nhận. Chờ bé Liên đôi hàng qua đây xả hàng ra cái đã rồi em mới dám nhận nha chị nha. Giờ chưa có dám nhận cái đó.
Rồi cái này hết nè mấy chị. Hết cherry rồi nha. Nhậm lối được cái màu đỏ, được cái màu xanh rồi ra liền. Có nẻo lối được thì qua lối. Lối cái màu xanh không, lối cái dập lý ra để cắt gửi cho chị Vy luôn. Con gửi dập lý để lại. Chắc 2 mét gửi chị Vy thôi. Còn lại con gửi chị Vy là đứng không đông nha, Vy Nguyên nha. Thôi hửa lấu rồi đó. Ủa, màu xanh hả? Cái màu xanh và cái màu đỏ. Vậy cái màu ô ô ô luôn. Màu vàng được cái lối luôn. Màu vàng là để mình cọ ra khỏi lối được. Rồi lên nhầm em hàng này, cái mã này đi mấy chị ơi. Trong thời gian chờ đợi thì mình lên cây này nè. Lụa châu tôn nha mấy chị nha, lụa châu tôn mã hoa đào. Lụa châu tôn mã hoa đào này. Chị nào mua về may áo dài nha mấy chị nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Mã này thì mềm, mã này thì rũ nha mấy cô nha. May áo dài hoặc là mình may đầm không có cần lót, may áo kiểu không cần lót luôn. Này em có hai cây nên em sale cho nó nhẹ bớt ha. Dẹp bớt cái kho đi mấy chị. Rồi cái này nè. Mã này là lụa châu tôn nha mấy chị nha, lụa châu tôn rũ. Chị nào mua về mình may áo dài hoặc là mình may áo đầm nha mấy chị nha. Đây này ha. Màu này là tông của nó là màu giống như là màu tím tím á mấy chị. Tông của nó là hơi tím tím hồng hồng nha. Cái hoa đào nó có nhị màu hồng làm điểm nhấn. 2 mét này là 45k nha mấy chị. 1 mét 17.500 nè. 2 mét là 45k, ôi lộn. 1 mét là 27.500, ôi khoảng 2 mét ngàn. Là mấy? 45 là 22.500. Mét 22.500 à. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã này là mã 45 kèm 6 mét nha mấy chị nha. 2 mét là 45k. Lụa châu tôn lên áo dài nha mấy chị nha. 2 mét 45k nha. 2 mét 45k. Vậy có gì em gom đơn để chốt cho chị Pepsi nha. Rồi 2 mét là 45k. Chị nào lấy thì lên giùm em mã 45 kèm 6 mét nè. Dạ được chị nha. Lên giùm em mã này mã 2 mét 45 ngàn mấy chị nha. 2 mét 45k nè. Rồi 2 mét cho chị Pepsi. 2 mét cho cô Nhung Trang nè. 2 mét cho Cao Nhật Khánh nè. 2 mét rưỡi Nguyễn Oanh. 3 mét cho chị Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn nè. Rồi 2 mét cho chị Hương Phạm Hoàng. 3 mét cho Hằng Nguyễn. 2 mét cho Đặng Thái. 3 mét cho cô Lê Thu. Cô Huế Nguyễn 45k. 2 mét là không chốt được do không có số điện thoại nha cô Huế Nguyễn nha. Riêng cô Huế Nguyễn là không chốt được, hình như cô hôm qua cô Huế Nguyễn cũng có comment đó nhưng mà không có chốt được cô. Rồi 2 mét rưỡi cho chị Milly nè. Rồi chị nào lấy nữa thì comment giùm em nha. 2 mét van trắng, 2 mét van đỏ cho chị Vân Dương. Rồi ok nè. Van trắng, van đỏ là qua một cái ô khác rồi. Rồi mã này chị nào lấy thì comment giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment giùm em. 2 mét là 45k. Lên giùm em mã 45 kèm số mét nè. À, thua. À. Mã 45 kèm số mét mấy chị ơi. Mã 45 kèm số mét nha. 45 nè. Thun hả chị? Thun hoa bự không mà không có hoa nhí à. Rồi chị nào lấy nữa thì comment giùm em nha. 2 mét này 45k nha mấy chị nha. 45k 2 mét. Von lụa châu tôn. Ngọc Bích thì hôm nay em không có với Úc Phạm ạ. À. Rồi con thấy số điện thoại của cô Huế phòng Huế Nguyễn rồi. Cắt 2 mét cho cô Huế Nguyễn nè. Rồi mã này còn cô nào lấy nữa không mấy chị ơi? Còn cô nào lấy, chị nào lấy không? Mã hoa đào này nè. Von lụa châu tôn nha mấy cô mấy chị nha. Hàng này thì mình về mình may áo dài rồi được nha mấy cô nha. Rồi 1 mét 2. Vậy Nhung Trang có rồi. Cô Lệ Thủy comment là M2 là 1m2 thôi đúng không cô? Bứng nổi không chị thử phù tay ra. Rồi cô Đỗ Hà 2m5. Rồi còn cô nào lấy, chị nào lấy nữa không ạ? À? Rồi cô Lệ Thủy 2m ha. Cô comment 1m2 xém rồi con cắt 1m2 rồi. Cái caro và cái màu vàng luôn. Để chúng mà trong là chắc đôi đó hệt quá. Cái bó rồi thì khỏi. Mà nẻo đối được cái đối luôn đó cho thằng gòn ra. Sờ lạc lên cái đấy cắt mảng được nè. 2 mét cho Hạnh Lê nè.
chị nào lấy nữa thì lên giùm em mã này nha. Thô tuần sau nha chị nha, tuần sau lai thô. Tuần sau em lai thô cotton, KT, linen với lại thô theo lại nha mấy chị. Còn tuần này là em lai xả hàng lụa, hàng von thân, hàng thời trang. Tuần sau cũng sẽ có hàng lụa về nha mấy chị nha, hàng lụa đẹp về luôn, lụa đời mới luôn á. Rồi lên giùm em mã này đi mấy chị ơi. 45k kèm số mét nha mấy chị nha, 45k kèm số mét. Rồi tặng mưa rồi chứ chị. Bả trắng may áo dài rồi không có rồi. Chịu rồi nha chị nha. Rồi trong lúc chờ đợi thì em lên mấy khúc ngắn ngắn nha mấy chị nha, lên mấy khúc ngắn ngắn. Để chờ chờ lên nó qua tắt phải ạ. Này vải thun này có chị nào lấy cái này về để phối tay phối áo không nè. Cái này nó ngắn quá mấy chị ơi. Ngắn quá. Qua tuần có KT bông nhí với KT caro đủ màu nha mấy chị nha, qua tuần nha. Rồi lên giùm em một ít cái mã hàng ngắn này đi mấy chị ơi. Lên giùm em ít hàng ngắn để cho nó dẹp cái chỗ này đi nè. Cái này tới 18.000 luôn á. Nó nhỏ như vậy mà nó nặng 18.000 luôn á, chị nào lấy thì em tặng này ha. Mã này chắc mấy chị về may áo quay á. Áo quay ngực đó mấy chị. Nó ôm lắm luôn á. Mấy chị nào về may áo quay ngực nha, hoặc là may áo hai dây cũng được. Tại nó dài tới 1m9 lận nha mấy chị nha, dài 1m9. Dài 1m9. Mà cái chiều ngang của nó có nửa mét à. Nửa mét 1m9 nè. Chị nào lấy thì em tặng cho. Rồi tặng cho cô Quang Dung nè. Rồi trong lúc chờ đợi thì em lên một số mẫu này mấy chị nè. Trong lúc chờ đợi liên lôi thêm hàng ra thì em lên một số mẫu nha mấy chị nha. Lụa hai bô tai màu da. Hai bô tai lụa lót nha mấy chị. Rồi 2m nè, hồi sáng chị nào hỏi mà em quên tên mất rồi, 2m7 ha. 2m7 lụa lót màu da giãn 4 chiều luôn. Rồi mã này 33. 2m7 33.000. Hai mét bảy 33.000 nha. Rồi chốt cho chị Cao Nhật Khánh ạ. Rồi hàng U Mì nha mấy chị nha. Cái này là vôn này, lên vôn trước nè mấy chị nè. Vôn màu lý nè mấy chị nè, màu lý ha, màu này màu xanh, xanh lý ạ. 1m vôn này mấy chị mua về lễ lót nha, 1,5m ha. 1,5m màu xanh lý. Lên giùm em mã này 19.000 mấy chị ơi. 19.000 1,5m màu xanh lý, lên giùm em mã 19 nha mấy chị nha. 19k 1,5m. Rồi thun lót nha mấy chị, cái này là không, cái này là tôn nha mấy chị nha. Tôn á, tôn á, tôn lanh á. Lanh này mấy chị nè, tôn lanh lót nè, màu xanh dương. 1m, 2m nè, 2m rưỡi. 2m rưỡi mã lanh này lên giùm em là 42k 2m rưỡi nha, lanh nha. Tôn lanh hồi nãy sáng giờ chị nào hỏi nè. 19k chốt cho chị Linh Trúc nè. Tôn lanh 42k là 2m rưỡi nha. Chốt cho chị Linh Phan. Sắm chứa vô sự này mình cái này cắt vài đó thôi, thằng đuổi cho ca nè. Rồi mã này nó ngắn ha, chị nào lấy về tặng cho chị nào mua về mình phối cổ áo rồi vậy nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn nhưng mà nó ngắn quá, có nửa mét rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment tặng rồi em tặng ạ. Hoa rất là nổi luôn, lụa có giãn luôn nha mấy chị nha. Sao dục được? Đây cái đít nhớ hả, ngươi cho một người làm liền. Đau phổi á, nhớ. Rồi tặng cho chị tặng cho chị Cao Nhật Khánh ạ. Rồi vôn màu cam nha mấy chị nha. Vôn màu cam này chị nào mua về mình lót hoặc là mình may áo nè mấy chị nè. 1m6 ha. 1m6, 1m7 nè, vôn màu cam. Lên giùm em mã này là mã 21.000. Vôn màu cam 21, 1m7 nha. Màu hồng này là công sở Nhật Nam nè mấy chị nè. Hàng Nhật Nam chất lượng cao, Việt Nam chất lượng cao á.
1m4, mấy chị lên được một cái áo khoác hoặc là một áo vest tay ngắn hoặc là về một cái chân váy, một cái quần nha mấy chị nha. Lên giùm em mã 41 ạ. 21 chốt cho Phượng Huỳnh. Màu hồng này là công sở Nhật Nam nha mấy chị nha. Hàng Nhật Nam là vì thương hiệu Việt Nam chất lượng cao nha mấy chị. Hàng rất là đẹp luôn, có giãn dày dặn. Mình hàng dày dặn có giãn ạ. 1m4 41 nha. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã 41, hàng này có giãn nha. Cái biên này mấy chị nè. Biên 2 sọc nha. Biên 2 sọc rất là xịn luôn. 41k chốt cho chị Thảo Nguyên nè. Mã này mấy chị lên vest tay ngắn cũng được ha. Lên áo vest tay ngắn. Rồi thêm một cái mã lanh nữa nha mấy chị nha. Cái này là lanh nha. 48k chị nào lấy thì lên giùm em mã 48 nè, lanh nè. Lanh này 48k loại dày luôn, màu xanh đen nha. 48k, 2m, 3m. Rồi 3m 48 nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 48k, chốt cho Linh Phan 48 nè. Tôn lanh á. Mã này dày dặn mấy chị về may bộ cũng được luôn. May đồ bộ gì cũng được hết. Rồi màu đỏ này là u mì nha mấy chị nha. Chị nào mua về mình may chân váy rồi vậy ha. May chân váy hoặc may quần hơn 1m nha. Cái này gần 1m1, hàng u mì. U mì rất là đẹp luôn mấy chị nha. U mì này láng dày loại 1 luôn nha. Màu đỏ đô mấy chị. 57k 1m1 nè. U mì nè. Con khúc duy nhất à. 57k 1m1 nha. Chị nào lấy thì làm comment giùm em là mã 57. 57 1m1. Dạ, không kịp rồi, đúng rồi, không kịp rồi. 57 chốt cho cô Lê Thu nè. Rồi cái này là mã lưới nha mấy cô nha. Lưới rất là đẹp luôn ha. Lưới này họa tiết em thấy rất là lạ. Cái này dạng là thun lưới nha mấy chị. Không phải là lưới. Nó là một cái dạng mà cái họa tiết của nó có ô ô giống như lưới. Nhưng mà nó là một cái lặn lụa nha mấy chị nha. Lụa chỉ là cái họa tiết nó như vậy thôi. 2m nè. Dạ chị Hoàng Phương Trần ơi, cái lining là tới tuần sau mới có lại nha chị nha. Cái này 2m nha mấy chị nha. Lên giùm em mã 38 à. 2m 38k. 2m 38k này, chị nào lấy thì comment giùm em mã 38. Cái này cắt hai mẹ ra đi, thôi quên. Gửi chi phí Nguyễn Tàu đơn luôn không đâu. Rồi 38k em chốt cho chị Mili nè. Chị Phan thì hộp chốt sâu một xíu nha. Rồi màu đen, chị nào mà mua đen cái này hàng thô cô tông nha mấy chị nha. Hàng thô cô tông, chị nào mua màu đen về may quần, may áo rồi vậy ha. May quần sọt rồi vậy á. Hàng thô cô tông màu đen nè. 1m, 2m1 mấy chị ơi. 2m1 thô cô tông màu đen lên giùm em mã 37 ạ. Mã 37 mấy chị nha. Rồi cái này là thun quần thun nè. Rồi 37 con chốt cho cô Quang Dung nè. Cái này là mã này là thun nha mấy chị nha. Cái này là lột một cái loại lụa mà nó giãn nhiều, giãn tới 4 chiều là mình may quần cũng được, may quần ôm cũng được nha. Cái này mấy chị may quần legging cũng được luôn. Lên giùm em mã này 66 mấy chị ơi. 66 này, cái này giãn nhiều lắm mấy chị. Giãn nhiều lắm nha, may quần, may áo, may nguyên bộ cũng được. 66k. 1m, 2m nè. 2m6 mấy chị, 2m666 ạ. Dạ 66 em chốt với chị Nguyễn Vi ạ. Rồi 66 hết nè. Không rồi nè, mình cắt lại bu cho chị một cái sách vải mà 2m mình tạm mà mình cắt con bao nhiêu đó. Dạ mạng bây giờ đúng là nó đang bị ẩn comment nha mấy chị nha. Rồi cái này của em được hơn, được 1m1 nha. 1m1 loại này có giãn nha mấy chị nha. Lụa này có giãn nè. Rồi 1m1. Chị nào lấy thì comment nhà em mã 17 nha mấy chị nha. 17k. 17k 1m1 nè. Rồi mango mấy chị ơi. 17k 1m1, lụa mango. 17k chốt cho Nguyễn Thùy nè. Cái này là lụa mango 2m nha mấy chị nha. Lụa mango này 2m về mình may đầm hoặc là mình may đồ bộ cũng được. Họa tiết nó hơi to thôi chứ cái này là chất rất là đẹp luôn. Mango loại 1 luôn nha. 47k 2m mango. Khỏi kéo. Đây là xà có biết không nè. 47k 2m loại 1. 47k 2m mấy chị. 47k. Ok cô, cái nhỏ nhỏ quá lắm. Rồi chốt cho chị Nhung Trang nè. Nhung Trang 47. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Rồi chờ em xả cái cây màu xanh nè. Màu xanh màu đỏ ha.
chị nào mà cần hàng vét màu xanh màu đỏ bắt đầu hàng ra đó. Rồi cái này là dạng một cái loại mà lụa gân nha mấy chị nha. Lụa gân gân nổi lên vậy là mình may bộ nó rất là mát luôn. May quần cũng được nha mấy chị. Mã này mới 1 mét nè. Rồi 2 mét lên đồ bộ giùm em. Cái này lên đồ bộ là rất là mát, 38 ngàn. 2 mét 38, cái tông này là màu đỏ đô nha, 2 mét 38 nè. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã 38. 38 cho Linh Phan nè. Rồi giờ lên nữa nha mấy chị nha, màu xanh với màu hồng em vẫn còn, màu đỏ với màu hồng nè ha. Rồi chờ Liên xả hàng, chờ Liên phụ xả hàng, một mình em xả không được. Chị ơi, ngoài này còn 3 giờ đâu, có ngày 19 nè. Thế rồi hồi nãy chị Sương cắt 3 mét khung nào ta? Ờ, mã khung hồi nãy mình cắt cái khung nào ta? Xong chưa? Ngoài nó xong chưa? Để vô cắt nè. 3 mét khung cherry hồi nãy để chỗ nào ta? Rổ này là von nha mấy chị, chờ xíu nha chị nha. 23 ngàn nha, 23 ngàn von. Von màu hồng, von hoa 23k, chị nào lấy thì lên giùm em mã 23. Được 1 mét nè. 2 mét hơn. 2 mét hơn 23 nghìn về may đầm nha mấy chị nha. 23. Vân Nguyên á, Vân Nguyên. Vân Nguyên hả? Chị Ví á. Hãy để tội tao cũng được. 23 em chốt cho chị Vương Anh, chứ bệ nợ biệt chi vẫn nam mà tròn là cọ mày chi thế sao? Rồi là lụa đuổi nha mấy chị nha, lụa đuổi nè. Mã 39 nè. Rồi đá phù kẹo cái màu xanh và màu đỏ nè. 39k là chị nào lấy thì comment giùm em lụa đuổi nha. Lụa đuổi 39k Loan. Rồi khúc này của em được 2 mét luôn. 2 mét 39 là chị nào lấy thì comment giùm em 39 nè. 39 em chốt cho Thanh Văn Nguyên. Màu xanh trước nha mấy chị nha, màu biển ha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là biển cho em số mét nè. Chất của nó giống như là cái chất màu vàng công sở may vét hồi nãy nha mấy chị nha. Lên giùm em màu biển. Đây giùm em biển kèm số mét nha mấy chị nha, biển kèm số mét ạ. Từ từ thôi là hai đội nhịp nha, một nhau đúng thầy nữa. Nhà nha nha. Từ nha vội nha. Cắt chưa? Cầm cắt chưa? Cầm cắt chưa? Lôi ra chưa? Rồi bên đây làm thêm một nuôi nữa nè. Rồi lên giùm em màu biển nha mấy chị nha, biển ha, biển kèm số mét nè. Từ từ. Rồi hết cây ha. Biển kèm số mét giùm em. Nhận đơn biển nha mấy chị nha. Đơn biển nha. Mét cái này chắc được khoảng 20 mấy ngàn nha mấy chị. Biển. Biển 2 mét cho Nguyễn Nga nè. Cái này giống chất cái màu vàng hồi nãy nha mấy chị nha. Biển 2 mét cho Nguyễn Nga. Rồi biển 2 mét cho Loan Lê ha. Biển 1 mét rưỡi cho Thanh Vân Nguyên. Rồi cái này em đang sale, chị nào mà thấy hàng này được thì mua về, tranh thủ mua về nha. Hết luôn á. Biển 2 mét cho chị Thùy Quyên nè. Biển 3 mét cho chị Hằng Nguyễn nè. Biển 2 mét cho Nguyễn Oanh nè. Chị nào mà comment rồi comment lại cái chữ nhắc lại giùm em nha mấy chị nha. Thôi mất công em cắt 2-3 lần là tội nghiệp con bé lắm luôn á. Biển 2 mét dồn đơn cho anh Trần Thị Lan nè. Dồn đơn là khi mấy bạn chốt đơn chị nhớ nhắn nha, nếu không là mấy bạn đi đơn nha mấy chị nha. Rồi đuổi 2 mét bán rồi nha chị nha. Chị Hải Trần 2 mét đuổi không có. Em đang lên cái này không phải đuổi nha mấy chị nha. Hàng công sở có giãn lên vest hoặc là quần. Lên quần, lên áo, lên chân váy, lên quần sọt á. Chị Phan thì hợp 3 mét biển nè. Rồi Nhi lên 5 mét biển ha. Biển này 1 mét 10 khoảng cỡ 20 ngàn thôi mấy chị.
Rồi biển 2 mét cho đàn Thái ạ. Biển 2 mét cho Hải Trần. Biển 3 mét cho Đức Nguyễn. Dạ cái này 1 mét tầm cỡ hơn 20 một xíu nha. Thúy Thị Thanh Nguyễn 1 mét rưỡi. Biển 2 mét Hải Trần. Mới comment rồi chị ơi. Hải Trần là mới comment rồi nha. Comment trùng nha chị nha. Đừng comment nữa chị. Chị nào comment rồi thì ghi giùm em là nhắc lại giùm em nè. Biển 2 mét cho cô Quang Dung nè. Cân ký 1 ký 100 ngàn nha mấy chị nha. Rồi cô Lê Thu 2 mét biển nè. Mã này mấy cô may đồ bộ may sơ mi nam cũng được luôn. Biển chị Thúy cắt rồi ạ. 5 mét chị Nhi Lê cắt rồi luôn nha. Biển 10 mét cho Bích Ngọc. Mét hơn 20 nha mấy chị nha. Nguyễn Thùy 1m2. Rồi này còn chị đang lấy nó không mấy chị nè. Còn chị đang lấy biển nó không nè. Để em cắt tới cái muối rồi em cắt con đo thử cho mấy chị. Con thử cho mấy chị. Cái này còn ít thôi nha mấy chị nha. Còn ít thôi. Còn ít xích nè. Liên Bùi 3m nè. Rồi 2m cho chị Hương Phạm Hoàng. Rồi còn chị đang lấy nó không nè. Biển này em còn mấy mét thôi nha mấy chị nha. Rồi còn tới đây là hết rồi nè. Rồi 1m1 cho Lucia Nguyễn nè. Rồi em còn. Em còn nha. Em còn 1m nè. 2m. Rồi 2m rưỡi ha. Em còn 2m rưỡi thôi. Còn chị nào lấy 2m rưỡi thì lên giùm em. Rồi hết rồi nha mấy chị. Em cắt thử là 1m1 cho chị Lucia là bao nhiêu tiền là mấy chị biết không. Rồi em còn cái này 2m rưỡi nè. Chị nào lấy thì lên giùm em nha. 2m rưỡi. Biển chị nào lấy thì lên giùm em là 2m rưỡi biển. Rồi 1m1 của chị Lucia là 17 ngàn. 1m chưa được 20. 1m1 của chị Lucia là 17 ngàn. Là 1m tầm cỡ là 15 ngàn rưỡi nha mấy chị nha. Siêu rẻ luôn. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã biển kèm số mét nha mấy chị nha. Biển kèm số mét giùm em. Em còn 2m rưỡi thôi là hết rồi đó. Cái này em còn 2m rưỡi. Nếu cắt 1m2 là em còn 1m rưỡi nha. À em còn 1m3. Thêm cho chị 5m. À không, 1m5 là Thanh Vân Nguyên là 2m đúng không. Rồi ok. Rồi hết luôn nha mấy chị, không nhận nữa nha. Lỡ như trong quá trình em cắt em bị cắt dư cắt đồ nữa. Rồi hết nha mấy chị, biển hết ha. Đây này luôn đi hỉ. Rồi cây màu đỏ nè mấy chị. Cây cuối luôn á. Hết đi. Đỏ nha mấy chị nha. Cái đỏ này thì chất nó dày hơn nè. Cái này chất ra. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là đỏ nè. Biển hết rồi mấy chị ơi. Biển hết rồi. Lấy giùm em là đỏ nha. Đỏ này là 1m tầm cỡ là 19 ngàn á. Tầm cỡ 19 ngàn nha mấy chị nha. Tầm cỡ 18, 19 ngàn hoặc là 20 ngàn gì đó. Nói chung là không có tới quá 20, không tới 20 đâu. Rồi chị nào lấy thì cái này đỏ đô nè mấy chị nè. Đỏ đô nè. Lên giùm em đỏ kèm số mét nha. Đỏ kèm số mét. Đỏ thì cây này nhỏ thôi nên chị nào mà... Lên giùm em mã đỏ kèm số mét nha mấy chị nha. Đỏ đô á, này sang lắm. Còn đi. Đỏ đô kèm số mét giùm em nha. 1m tầm cỡ, cái này là hàng công sở có giãn nè. 1m tầm 19 ngàn nha mấy chị nha. Đó là cái này chứa sồ rồi đó. Nhưng mà nhau không chứa sồ. Kêu kia đi làm đi. Nghỉ chút nữa đã. Màu đỏ đô mấy chị ơi, nghỉ chút.
màu đỏ đô nha, màu đỏ đô này siêu đẹp luôn á. 1 mét khoảng cỡ 19 ngàn à. Bao nhiêu tiền nha mấy chị nha. Thôi xạ chị Minh Trấn Dương nói là gửi like mẹ cái vài chứ đỏ đó. Chứ nói chị nói đang like nên là gọi với chị gửi đi em cấn đánh tỉnh tiên là cho. Rồi 2 mét đỏ nè. 2 mét đỏ này là 39k mấy chị nha. 2 mét đỏ này là 39k, 1 mét 19 ngàn rưỡi nha. Đỏ này em kéo xuống bắt đầu em cắt nè. Đỏ Hải tính tinh 1m7 nè. Đỏ này là hàng chất đẹp luôn mấy chị ơi. Kim Kim không có số điện thoại nó không cắt được nha Kim Kim nha. Rồi 2m cho chị đổi thì hợp nè. Liên ơi, trước khi cắt là Liên phải lọc cái danh sách mau. Vậy là tiếng còn bị trung không nha Liên nha. Trung nhiêu lắm á. Anh Trần Thị Lan là 2m này nào, đỏ đô nha mấy chị nha. Hàng công sở có giãn, lên bộ, lên quần, lên vest đều được nè. Đỏ 7m cho chị Hằng Nguyên nè. Mày chính là xài hết rồi. 3m chị Thùy Trang. À Liên, Liên có được gọi cái miệng ha, của Ngọc Ngọc Liên Trương không? Một cái miệng nhỏ nhỏ gọi. Ngọc Liên Trương. Đỏ 2m cho chị Hạnh nè. Vải công sở có giãn nha mấy chị nha. Kim Phượng Nguyên 2m. Rồi cô nào comment comment lần 2 nhé, comment nhắc lại giùm em nè. Cô Quang Dung 2m rưỡi nè. À 2m2, sorry cô. Cô Quang Dung 2m2 nha. Đỏ này là chất đẹp nha mấy cô mấy chị nha. Chất này rất là đẹp luôn á. Đỏ Lan Lê 2m nè. Đỏ Hằng Nguyên 3m nè, Hằng Nguyễn 3m nè. Hằng Nguyễn đuôi 379 đó nha. Rồi Liêm Bùi 3m. Một mét cho Nguyễn Vy, 10m cho Bích Ngọc nè. Cái này lên mấy chị lên lên dạng đầm vest Hàn Quốc nha mấy chị nha. Và đỏ đô là chất là công sở nha mấy chị nha. Có giãn ha. Chị lên cái dạng mà set vest Hàn Quốc mà form áo rộng rộng á, nó hợp á. 2m rưỡi cho cô Ngọc Hương nè. Mã này mấy cô về may áo sơ mi nam cũng được, hoặc là mấy chị may quần cũng được nha. Thanh Vân Nguyên 2m có đúng không? Đó nói là nhân tư ngay mông tạm á. Đỏ 2m cho chị Thúy Thúy nè. Chị Huế Nguyễn đỏ đô 2m nè ha. Ừ. Giá hai thì kìa em chứ không phải giá nhanh. Rồi cô Thu Liễu 1m2 nè. Chị Hiếu Phan 1m rưỡi nè. Rồi chị nào ráng mua cho đủ đơn nha, một hơn ký để em đi đơn luôn nha. Hải Trần 2m. Nãy giờ chỉ có một chị là không đi được, rồi do không cắt được chứ không có số điện thoại thôi nha. Hải Trần có rồi nha chị nha, 2m rồi. Rồi Kim Kim 2m rồi có rồi nè. Đây là hết rồi đó. Rồi Thúy Hương Nguyễn 10m nè.
Cô Thúy Hương ơi, con còn màu vàng nữa, cô lấy không? Cái màu vàng này cũng đẹp lắm, màu vàng là đẹp lắm luôn á. Màu vàng này cô lấy thì cô lì comment giùm con là màu vàng luôn nha. Màu vàng này chất rất là đẹp luôn. Có giảng luôn nha cô nha. 5m Dương Tuyết Anh nè. Cô Thúy Hương có lấy thì comment giùm con là vàng nha. Màu xanh thì con hết rồi, màu biển con hết rồi. Có số điện thoại của Dương Tuyết Anh rồi nha. Rồi Trần Thảo Nguyên 1m rưỡi. 10m của cô Thúy Hương có rồi nè. Vân Dương 2m rưỡi nè. Thêm Võ Ánh Trặng ở đây rồi nè cô, chị Vân Dương này đi. Rồi Nhung Tăng 1m rưỡi nè. Rồi lát nữa mấy bà sẽ dò lại xem có chị nào trùng không để không có cắt lại nha. Rồi Thanh Vân Nguyên có rồi, Trần Thảo Nguyên có rồi. Đỏ này là loại công sở có giảng nha, Huyền Trang 10m nè. Mấy chị mua về mấy chị may đồ xếp để mà đồ văn phòng nói chung á. Rồi hết rồi chị ơi, Vân Trang không đủ nha chị nha. Rồi Huyền Trang không còn nha chị, em còn 1m rưỡi thôi. Không đủ nha chị nha. Sắp hết à. Em còn có 1m rưỡi với lại là ở trên cân còn 2m nữa là còn 3m rưỡi nha. Rồi để lát em dò có chị nào mà. Rồi vàng 6m cho cô Thúy Hương nè. Màu vàng 1m1 cho Lucia luôn. Rồi đỏ 2m nhắc lại có rồi nha chị nha. Thanh Văn có rồi, Nhung Tăng có rồi. Rồi Huế Nguyễn 2m đỏ có rồi ha. Đây luôn. Rồi hết nha. Rồi chỉ có một chị không có thôi là cái mã đó em hết nè. Chị Huyền Trang là không có nha chị, tại vì hết rồi. Hết. Rồi thêm cái này là vàng vàng nè. Đỏ cho chị Huế Nguyễn nữa là khúc cuối cùng á. Rồi chờ em từ từ rồi em cắt nha mấy chị nha. Chờ em từ từ em kéo cái cây vàng nó xem nó còn bao nhiêu mét nữa rồi em nhận đơn luôn nè. Rồi vàng là cây này nha, vàng là cây này nè. Vàng là cây này. Rồi chị nào lấy vàng thì lên vàng giùm em đi mấy chị ơi, lên vàng giùm em. Ở ngoài nó vàng này là sáng da mấy chị nha, không phải là vàng tươi. Vàng này tông sáng da nha. Rồi vàng nè mấy chị ơi. Chị Huyền Trang ơi, cái màu và màu đỏ hết rồi, chị cắt màu vàng thôi em cắt cho. Màu vàng nhận đơn từ cô Thúy Hương nè, 6m. Rồi chị Lucia 1m1 nha. Rồi vàng chị nào lên nữa thì comment giùm em rồi em cắt vàng nè. Rồi đỏ hết rồi nha mấy chị nha, đỏ không còn nữa rồi. Vàng cho nhận từ đơn cô Thúy Hương 6m. Chị Lucia Nguyễn 1m1 là màu vàng này, chị nào lấy nữa thì lên đơn giùm em nè. Chất liệu này có giả nha mấy chị nha. Vàng Nhung Tăng 1m rưỡi, Bích Ngọc 10m nè. Vàng Liên Bùi 3m. Nhung Tăng 1m rưỡi mới comment rồi nha chị nha. Rồi Hải Trần 2m nè. Kim Kim 2m. Thúy Thúy 2m vàng. Lucia 2m rồi bỏ 1m1 hả chị ha. Vàng này chị nào mà mua về mấy vét cũng được nha. 1m cũng tầm 19.500 ha. Rồi Dương Tuyết Anh 5m vàng nè. Bình Yên 2m. Đằng Thái 1m3. Vàng 13 hay là 1m3 vậy cô Đằng Thái ơi. Rồi Phước Nhung 1m1 nè. Rồi lên giùm em vàng đi mấy chị. Vàng này có giảng ha, mình hàng này có giảng. Vàng 3m chị Nguyễn Hòa, cái này gần hết rồi nha mấy chị nha. Đổi lại 2m đúng rồi chị à, rồi ok chị Lucia nha. Rồi vàng chị nào lấy vàng nữa nè. Mấy áo dài thì mấy chị mấy áo dài cách tân thôi nha, chứ không có hợp để mấy áo dài truyền thống nha chị. Cái này mấy áo vest đẹp hơn, áo vest hợp hơn là áo dài. Rồi chị Ngọc Lan Dương 2m rưỡi nè. Yến
Chị Hứa Hồng 2m nè, Đăng Thái 1m3. Comment 13 em tưởng là 13m em cắt luôn làng luôn á. Rồi màu vàng lên vàng giùm em nha mấy chị nha, vàng giùm em nè. Lên vàng giùm em cái vàng này nè ha, vàng này. Rồi thun mega không có thun nha, có thô thôi. Em có thô cô tông mega chứ không có thun nha chị nha. Rồi vàng Hải Tính Tinh 1m3 nè. Rồi cái này đang rẻ quá trời luôn mấy chị ơi. Mét được có 19.000 mấy à. Rồi Dương Tuyết Anh hồi nãy cái này mấy mét rồi. Dương Tuyết Anh bị ẩn số rồi chị ơi. 5m ha. Dương Tuyết Anh là vàng 5m bị ẩn comment ha. Rồi chị nào lấy vàng nữa thì comment giùm em là vàng nè. Vàng giống ở trên mặt bàn nha mấy chị nha. Vàng nè. Rồi 2m của Lucia. Rồi Thúy Thúy bị ẩn comment. Ôi ẩn comment nhiều lắm mấy chị nha. Bị ẩn số luôn á. Rồi vàng 2m cho Thúy Thúy nè. Rồi Kim Kim 2m vàng. Rồi còn chị nào lấy vàng nữa không mấy chị ơi? Còn chị nào lấy vàng nữa không? Rồi vàng Huỳnh Nga 1m rưỡi ha. Huỳnh Nga 1m rưỡi. Rồi chị Huyền Trang cái này, cái màu đỏ hồi nãy hết đó. Giờ em có màu vàng này chị lấy thì comment giùm em là vàng nha. Và hồi nãy nhớ cắt 2m cho chị nha, chứ đừng cắt 1m rưỡi với 0.5. Ok chị nha. Rồi ok ok. Nhớ rồi nhớ rồi. Rồi vàng chị nào lấy thì comment giùm em nha mấy chị nha. Vàng chị nào lấy thì comment giùm em vàng. Cười đến nước mắt luôn á. Nếu mà cắt 1m rưỡi xong cắt thêm 0.5 nữa chắc là về cười đau bụng luôn á. Rồi vàng này chị nào lấy nữa thì comment giùm em nha, em vẫn còn ha. Rồi hết hết hàng công sở nha mấy chị. Đồ qua tiếp đây khác nè. Rồi mã này hồi nãy chị nào chưa lấy mấy chị ơi. 45k 2m này mấy chị. 45k 2m. Rồi đỏ giờ không biết nha, em qua mã rồi đấy. Có gì là nếu mà chị coi có tin nhắn mà gửi về là cắt được, còn nếu không có tin nhắn là chưa có chốt được nha chị. Cái này là mã 45k 2m lụa châu tôn nè. Chị nào lấy thì lên giùm em mã 45 kèm số mét ha mấy chị ha. 45 kèm số mét. Mã này mấy chị lên áo dài ha. Lên áo dài, lên áo đầm hoặc lên áo kiểu. 45k 2m. Giùm em nha. Còn chị nào lấy thì lên giùm em nè. Rồi lên caro nha mấy chị nha, lên caro nè. Vô quên. Ngày mai cùng sọt rồi vậy thôi. Để bộ không được. Đầm sơ mi đi chơi được, mai đi chơi buổi tối. Màu thì thấy mát. Lấy giùm em mã caro kèm số mét nha mấy chị nha. 1m cái này cũng chưa được 20.000, mười mấy ngàn thôi. Loại này thì nó có pha nha mấy chị nha, nó có pha sợi poly á. Chị nào mua về mình may quần sọt thì được, hoặc là mình may đầm, may đồ tập thể á mấy chị. May áo kiểu nha, áo kiểu may form rộng rộng, hoặc là mình may vest cũng được nha. May vest Hàn Quốc form rộng rộng cũng được. Rồi nghỉ chút đi, mỏi tay á. Mã màu caro này mấy chị lên set Hàn Quốc á, mà chân váy với lại áo vest á cũng được nha mấy chị nha. Nó đâu có vé được, nó làm điện tử cũng lăn nha. Vô từng. Nó không lên đâu. Chị nó có kẹt xong muối nha. Em tỉ đúng chỉnh chị em gọi quá. Nó có một muối em đi. Đúng chỉnh chị họ. Em chưa thấy hình của nó. Chắc có nha hồn. Em mất tỷ nữa. Em mất tỷ nữa em body. Em ơi xích vải, em ơi cởi áo ra xong body với chị con. Ủa, mệt rồi mất tỷ nhỏ luôn body. Cho học vào ngay cái tre luôn nè. Nè nè. Nó nhân viên của chị đi. Nhân viên này ghê quá à. Ủa, có tặng reo cho chưa? Chưa. Giao bếp chuột vịt lên á. Caro này chất này nó có pha nha mấy chị nha, chất này có pha. Nhưng mà chất này mấy chị lên mà dạng mà áo khoác vest rộng rộng nó rất là dễ thương luôn. Dài dặn không có cần lót nha mấy chị nha. Chất này là có pha nha mấy chị nha. Không hợp để may đồ bộ nha, tại may đồ bộ em sợ nó hơi nóng. Mình chỉ phù hợp để ví dụ mình may quần sọt, may chân váy đi chơi nè. Mình may set áo vest thì mình đi chơi thôi. Hàng này nó có, hàng này hầu như là nó có giãn nhẹ thôi mấy chị nha, mà màu nó rất là ngọt ngào.
Màu nó ngọt lắm, để em cắt thử 2 mét là bao nhiêu tiền. 1 mét này nó chưa tới 20 ngàn đâu. Thì nó có pha poly nha mấy chị. Mà đối với những cái mã này mấy chị may chân váy hoặc quần sọt rất là đẹp luôn. 2m 32 ngàn, 1m chỉ có 16 ngàn thôi. Ôi không giống kate nha chị nha, không hề giống kate luôn. 1m chỉ có 16 ngàn nha. Chị nào mà mua về mình không thích thì mình làm khăn bàn rồi nó vẫn rẻ mấy chị. Cái này nè, vì cái màu nó quá đẹp đi và nó chắc nó dày, mình may mình không cần lót luôn. May đầm sơ mi, may áo sơ mi nam cũng được, may quần sọt nam cũng được nha mấy chị nha. Mét có 16 ngàn hả? Lên giùm em mã caro kèm 6 mét nha mấy chị nha. Mét có 16 ngàn à. Rồi bắt đầu em cắt nè. 16k 1 mét nha. Cái này lên giùm em mã caro nè. 2m3 cho cao Nhật Minh nè. Rồi chị nào mà không ưng thì xả lên like giùm em luôn nha. Tại cái này là hàng em đang sale rồi ha. Cái này em nói chia sẻ luôn, cái này có pha sợi poly nên mình không hợp để may đồ bộ. Mình hợp để may những cái đồ mà form rộng, ví dụ như may quần sọt, may áo khoác, hoặc là mình may cái này mấy chị may set vest đó, set chân quần sọt với lại vest kiểu rộng Hàn Quốc nha mấy chị nha, hoặc là áo nam đi chơi nha mấy chị nha. Không hợp để may đồ bộ nha. May không cần lót luôn. 16 ngàn 1 mét thôi, vì cái này 2 mét là 32k này, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Rồi 2m3 cho cao Nhật Minh. Chị nào mà không có ok á thì comment giùm em là xả hay như thế nào đó để em không cắt nha chị. Tại giờ em mới đo vải và lát nữa có bạn cắt nè. Rồi xuống like đừng xả giùm em nha. Mô tả rõ trên like được hai mấy chị ha. Rồi 4m cho chị Thanh Vân. Rồi mã này có 16 ngàn 1m thôi. Này màu đậm này mấy chị nè. Mình mua về á mình may, mình không có thích may, mình may quần sọt hay mấy gì nó cũng rẻ mấy chị. 16 ngàn mét à. Rồi caro 10m cho cô Thúy Hương nè. Về may quần sọt hoặc là mình may rèm, may chân váy chống nắng vẫn được nha mấy chị nha. 4 Hải Trần có số điện thoại rồi mà không biết có bao nhiêu mét caro nha. 2 mét cho Châu Tôn Nữ Minh nè. Cắt lại caro 2 mét, không lấy 4 mét nha, bấm nhầm rồi. Ok Thanh Vân, còn năm này còn vẫn dư 2 mét ha. Rồi 3 mét cho cô Thanh Hồng nè. Rồi đủ nè. Caro 1 mét rưỡi cho chị Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn Thủy, Thúy Thị Nguyễn Thanh. Thúy Thị Thanh Nguyễn. 10 mét cho Bích Ngọc nè. Mét cho Nguyễn Hòa. May bộ không được nha cô Nguyễn Xuân nha, cô Châu Tôn Nữ Minh nha. Lên bộ thì cũng được mà con sợ nó mang không có mát đâu cô ạ. À, cô Hoàng Thị Hoàng Thủy 10 mét nè, 2 nè, 3 mét có 16 ngàn thôi. 4 5 6 7 8 9 10. Caro 7m, 10m cho Hoàng Thủy có rồi nha, 7m cho chị Hằng Nguyên nè. Năm mét cho chị Hú Hồng. Rồi 2 mét đi chung đơn với Tuyết Giáng Trần nè. Thúy Nguyễn Thị Thanh 2 mét rồi nha. Rồi Hiên Nguyên 2 mét, không có số điện thoại không cắt được nha chị nha. Hiên Nguyên là không cắt được, không có số điện thoại. Rồi Phước Nhung 2 mét rưỡi. Rồi vừa hết luôn đó chị.
rồi hết nha mấy chị nha, mấy bà vừa vừa nha. Nhà mấy chị có con trai hay là em trai gì mà đang chưa có vợ không mấy chị, giới thiệu vô làm cho em với. Bên em có 4-5 đứa con gái chưa có bồ nè, chưa có vợ chưa có bồ. Tuyển nhân viên trai 6 múi chưa có vợ chưa có bồ, đủ 6 múi mới chịu nha mấy chị nha, đủ 6 múi mới chịu nha, 6 múi dồn một không có chịu đâu. Thấy chưa, em tuyển ngay trên live luôn đó. Chị đang nói là nếu mà đúng 6 múi thì mai tao bật máy. Ủa mãi không phải quá chị mãi. Chị lát nữa em cho em ứng cho người 1 triệu đi mua cái bộ bikini của Xuân Thu á, chồng mẫu mới cho nó hot. Ứng cho 1 triệu thôi, phục vụ cho vấn đề cá nhân mà. Rồi lên hàng quần tây mấy chị ơi, hay là hàng quần tây nam, hoặc là mấy chị về may chân váy rồi vậy cũng được nha, hàng này không có giả hạt lén. Có cô nói là có con nè, hơi hiếm nó được không nè. Rồi này nha mấy cô nha, hàng này là nó có cái sọc sọc như vậy này, mấy cô về may quần tây nam hoặc là mấy cô về may chân váy cũng được, quần sọt cũng được nha, cái này mấy cô về may vest nữ cũng được ha. Hàng này không giả nha, chỉ có một cái nó không giả thôi chứ còn là nó đẹp, nó rẻ, 35k một mét à. Nó này con cân lên 100.000 một ký thì một mét tầm 35.000 nè, cô nào lấy thì comment giùm con mã 35 kèm số mét ha, cái này còn ít thôi, 35 kèm số mét giùm con ha. Rồi caro xanh hết rồi Phan Kim Phượng ơi. Rồi lên giùm em mã này là 35k một mét, hàng quần tây nam hoặc là chân váy cũng được nha mấy cô nha. 35k một mét. Rồi lên giùm em mã 35 mấy chị, mã 35. Nó có sọc nha, ở ngoài tông của nó là màu đen nha mấy cô nha, lên rất là sang nè. Cái màu sọc này thì mình hợp may cho quần tây cho các chú lớn lớn á thì nó hợp hơn, còn mình may cho cái bạn trẻ trẻ thì các bạn sẽ không có thích cái sọc này đâu, bởi vì cái sọc này nhìn hơi lớn hay đứng tuổi nha mấy cô mấy chị nha. Tại vì mã này em con thấy là ba của con trở lên mới mang, ba con là ông nội ông ngoại mới mang chứ còn chồng con là không chịu mang cái mẫu này. Nên nè, mẫu này là nếu mà là tuổi trẻ thì chỉ hợp may với quần sọt thôi, còn cái mẫu này là con gái thì may được, con gái thì mình may chân váy mà chân váy chữ A nó ngắn á thì hợp nha mấy cô nha, hoặc là mình may con gái thì mình may được nha, tại mẫu này cũng không có quá dày nên con gái mình may chân váy nó vẫn đẹp nha mấy cô mấy chị, chân váy thôi chứ may quần thì con nghĩ là không hợp đâu, chỉ nên may chân váy thôi. Rồi chị nào mà chưa có thì comment giùm em là dạ tối có like không, giờ là em like liên tục cho tới khoảng mà 7 giờ hoặc là 6 giờ rưỡi là em xuống like rồi, nói không nổi gì, một ngày mà nói liên tục 8 tiếng nhắc cái cổ họng của em chào Diêm Dương luôn đó, nên em giờ em nói liên tục cho tới khoảng cỡ 6 rưỡi tới 7 giờ là em ngưng cắt vải rồi. Rồi 2m2 chị Nguyên Nguyên nè, caro là cái nào chị Mùi Thị Nguyễn nha, cái caro em hết sạch rồi chị nha, caro hết rồi không còn miếng nào hết, caro hết rồi nha. Rồi chị mã này mã 35k một mét, em cân lên là 110.000 một ký nha mấy chị nha. Rồi 3 mét cho chị Ngọc Hương Nguyên, liên đó cho nó đụng nha liên nha, mất cổng cân ra sổ tiên rồi hạt là mà chị lá lan lên á, giữ 1 tỷ thôi đừng giữ nhiêu quả. Rồi chị Phi Yến là 2 mét nè, rồi mã này là 35k một mét nha mấy chị nha, hàng quần tây. Rồi chị Hòa Bình là 2,5 mét nè, cái này cây này còn cây nhỏ thôi mấy cô ạ. Quần có màu xanh đen không? Rồi quần này thì không có rồi. Dạ quần này hôm qua có like đi chị Vân nha, có những cắt trùng nha, có sót lại để cho caro chị. Dạ ok nè. Rồi Phúc Trần 2 mét, cái quần này hôm qua em có like một ít rồi nha chị, like cây to mà giờ còn cây nhỏ xíu nè, quần váy liếc. Rồi 2 mét nè. Dạ ok chị Nguyễn Thùy luôn nè. Rồi em cảm ơn chị. Rồi cái này caro này còn chị nào lấy không ạ? Caro này mình về mình may quần nam hoặc quần nữ đều được nha. Nam, nữ thì mình may chân váy chữ A thôi nha mấy chị nha. Chân váy chữ A hoặc là mấy cái mã này mấy chị về may áo ghi lê được nha mấy chị nha. Ở ngoài là màu đen nha mấy chị nha, màu đen có cái sọc chỉ. Sọc chỉ nha, màu đen có chỉ á. Có cái sọc như vậy nè mấy chị nè, có cái sọc như vậy nè. Mã này chị hồi bữa chị nào hỏi để may áo ghi lê nè mấy chị nè. Chị nào may áo ghi lê nè ha, là hợp. Hàng này tính nó vậy chứ nó đẹp nha mấy chị nha.
hàng này tính ra ví dụ nó không có giãn là mình không thích thôi, chứ nó là cái hàng chất vải đẹp á, chất vải này xịn đó mấy chị ạ. Rồi cho tôm nữ minh em cắt rồi nha chị, nhưng mà hồi nãy chị hỏi là cái đó may đồ bộ được không thì em trả lời là không có may được nha, cái đó không may đồ bộ được đâu, may nó hơi nóng á. Cái đó chỉ nên may quần sọt hoặc là mình may set đi chơi thôi chị, mấy cái kiểu mà rộng rộng Hàn Quốc đó, form rộng rộng mà cái kiểu của giới trẻ, chứ còn mình may đồ bộ không có hợp nha. Rồi mã này có chị nào lấy nó không mấy chị ơi? Mã này là mã quần tây nè, mã quần tây nha mấy chị nha, mã quần tây. Ủa cái bề mặt này nó láng đẹp lắm mấy chị, một bề mặt nó láng đẹp lắm, bề phải của nó đó láng đẹp lắm nha mấy chị nha. Ai may đầm thì ok, may đầm thì ok. Rồi cái này chị nào lấy thì comment giùm em 35k một mét này, cái này 35.000 mét thôi. Rồi chị nào lấy nữa thì comment giùm em mã 35 kèm 6 mét nha. Đây là chú hiệp nha, lấy 10 con nha. Chị lấy sổ ra hiệp thôi chứ cắt là vừng con á. Rồi chị nào lấy mã này thì comment giùm em nè ha. Nó tiệm nè. Tiệm cầm á hả? Không, cái này không giãn nha, cái này là em nói rồi, không có giãn. Mà cái chất của nó đẹp nha mấy chị nha, không giãn nhưng mà chất của nó cực đẹp luôn á. Mày cái lấy mọi lỗi đó thì chấm hết, đổ qua đây chị đi. Thôi cái vỏ này nặng quá, không thấy khạc không được. Rồi lấy giùm em mã thun nha mấy chị nha, ở dưới chân em có ít, có một ít nè. U mì ha, u mì màu hồng. Chị đang bố về mình may chân váy này ha, u mì nha, khúc này được 7 tấc. Quần tay học sinh không có ạ. Rồi 37k 7 tấc nè, mấy chị nào lấy thì lên giùm em 37. Hàng u mì về mấy chị về may chân váy hoặc về may quần nha mấy chị nha, về may quần hoặc là chân váy. 7 tấc 37k. Rồi chị nào lấy lên giùm em mã 37 mấy chị ơi. Rồi tiếp món này là u mì rồi nè. U mì quá trời luôn. Ba mươi bảy k nè, rồi chốt cho Út Nguyễn nha. Này em vẫn còn á mấy chị, em kiếm cho mỗi người một miếng nha. Em cắt cho mỗi người 1 mét được không nè. Cái này lên dùm con màu hồng kèm 6 mét nè. Cô Thanh Hồng, cô Thanh Hồng có lấy thì comment dùm con 6 mét nè. Chị Đàng Thái có lấy nè. Hồi nãy là 7 tấc là 37 ngàn. Rồi comment bao nhiêu mét thì comment dùm con màu hồng kèm 6 mét nha. Rồi cái này của con còn 4 mét. Trời ơi, chị thương em giọng đi đạnh trần á đi. Đối em kể xong bên 5 phần lăng lăng lăng. Y như mới ném có lựu đạn xong vậy đó. Cháu cho cô Thanh Hồng 1 mét. Cô Đàng Thái 1 mét à. Cái này còn 2 mét thôi. Rồi 2 mét. Chị Cao, Cao Nhật Minh, cái này em còn 2 mét chị lấy được không nè. Tại cái này khổ cao nha chị nha. Cái này là khổ tới 1 mét 6 lần nha chị Đàng Thái nha. Chị Cao Nhật Khanh nha. Cái này khổ 1m6 em còn 2m chị lấy không nè. Rồi ok 2m cho chị ha. Gì vậy? Hai mét lót màu trắng là chưa có lót cho chị Nguyên Thu nha. À chị Nguyên Thu chọn cái lót thô theo đúng không? Ok luôn nè, có luôn. Có luôn nha, có luôn. Mai Vốn nè, Vân Dương Liên cắt vải sạc. Một sọt rồi. Liên lại cái bên Thùy á. Cảm mấy chị ở đây miệng á, đi tới luôn sạc luôn. Rồi thun đồ bộ nha mấy cô mấy chị nha. Ủa rồi Thư ơi, phụ tay coi. À tôi khỏi khỏi. Một mình tôi tự làm được rồi. Cái này thun đồ bộ nha mấy cô mấy chị nha. Thun đồ bộ nè, cái này đẹp lắm. Hàng này láng nha mấy cô mấy chị, không có cần lót gì hết. Hàng này rất là láng và dày dặn này ha. Hàng này dày dặn.
lót thô theo là giờ con có cái màu trắng ngà, bữa con nói cô đó hàng cô tông á. Ờ nâu, nâu nha, nâu là hàng u mì đẹp lắm luôn á, chờ con xíu lấy sọc này xong rồi con lên nâu. Không, đồ được nặng ở trong cái bên thuyền nhiệt á. Rồi này 2 mét nè, 2 mét lên đồ bộ, cái này lên đồ bộ siêu đẹp nha. Con nào thích cái này lên đồ bộ hoặc lên đầm. 50k 2 mét là mét có 25 ngàn thôi. Rồi 3 mét lót cho chị Linh Phan. Thô theo của em là màu trắng gạo nha, trắng gạo, trắng ngà chứ không có màu trắng tinh nha chị nha. Em lót thô theo á. Rồi lên giùm em cái mã này là 2 mét là 50, mét 25 ngàn thôi nè. Ủa tới giờ bà về rồi đó hả? Ai kéo giải gì đuôi? Rồi 2 mét này 50 nha mấy cô nha. Ở ngoài là cái này màu xanh chứ phải màu đen. Cô nào lấy cái này mình may quần cũng được nè, may quần may đồ bộ cũng được. 2 mét có 50 ngàn à. Vải thun dày nha mấy cô nha. Chị nào lấy thì lên giùm con là mã này 50, 50 kèm số mét giùm con nè. Rồi 2 mét cho cô Đằng Thái nè. Cái này có ít rồi mấy chị ơi, còn ít là chị nào lấy giùm em luôn cho nó hết. Tại em thích bắn thun lắm, nặng á. Rồi cô nào lấy thì comment giùm em. 2 mét là đúng 500g rồi, 1 kg đúng 4 mét luôn. Rồi 1 mét cho cô Thanh Hồng nữa nè. Này cô nào lấy thì comment giùm con nha. 3 mét cho Mỹ Lan nè. Mét có 25 ngàn rồi mấy chị ơi. 1 mét cho chị Phi Yến ạ. Rồi 2 mét cho Nguyên Thu nè. Ui mình đang không có ạ. Rồi 3 mét cho cô Nga Trương. Cái này không phải màu đen nha mấy cô nha. Màu xanh dương ở ngoài đẹp, màu đẹp lắm chứ không phải màu đen. Màu đen thì nhìn nó hơi phản cảm một tí. Cái này là màu xanh dương mấy cô nha. Rồi 3 mét cho cô Nga Trương nè. Một mét cho chị Lê Tâm nè. Rồi hết luôn nha mấy chị nha. Hết rồi ha. Hương Phạm 3 mét không biết đủ không nha. Hết rồi. Rồi hết rồi nha mấy chị ơi. Màu nâu nha mấy chị nha, u mì màu nâu. U mì màu nâu mấy cô mấy chị ơi. Hàng u mì này đẹp nha. Cô nào mua về may quần á, đẹp lắm. Lấy giùm em là mã nâu kèm số mét này, hàng u mì nè. U mì nâu kèm số mét giùm em mấy chị. Rồi em cắt 2m2 cho chị cô Quang Dung xong rồi em báo số tiền cho mấy cô mấy chị biết nha. Mang chắc sậu vô nghỉ lại để cắt lại. Dạ cái này là 2m2 là 77 ngàn ạ. Là 1 mét tầm 35 ngàn nha mấy cô mấy chị nha. Mét tầm có 35 ngàn thôi. Trời con này ạt ghê luôn á. Lại mới dâm chán được gao sùa gao chứ đấy. Rồi lên giùm con mã nâu đi mấy cô ơi, con cắt cho. 1 mét tầm 35 ngàn nha mấy cô nha. Giãn, ui cái này giãn nhiều nha. U mì là giãn đã luôn nha cô nha. U mì là một cái loại thun công sở nha mấy cô. Rồi 2 mét cho cô Nhung Tăng nè. 2 mét cho Nguyễn Liên nè. Thôi tự thẳng anh đi.
nay mình mặc cho mình vừa vừa giống như là cái chạy gì khúc quá hả? Rồi ô mì nó không còn nhiều nên con không dám nhận nữa nha. Con cắt con đo luôn trên này nha. Đo còn nhiêu lấy nhiêu. Khổ này là khổ cao mấy cô ơi. Ô mì là thường là khổ 1m55, 1m6 nha mấy cô. Rồi của cô Nhung tăng là 2m nè. Nâu này giờ còn mét có 35k, sale 100.000 có 35k mét à. Siêu rẻ luôn. Rồi 2m cho cô Nguyễn Liên nè. Nâu 1m cho chị Kim Kim. 1m cho cô Lê Thu nè, tại khổ cao 1m6 lận nha mấy cô nha. Rồi 2m2 cho chị Bích Thu nè. Nâu 2m cho Thanh Văn Nguyên nè. 1m rưỡi cho Nguyễn Oanh nè. Một mét cho chị Lê Tâm nè. Em là lỡ cắt mà nó lỡ tay một xíu thông cảm nha. 10m Bích Ngọc không có, chịu bó tay rồi. Rồi cái này còn có nửa mét à, còn có 1m à. Rồi hết rồi mấy chị ơi. Còn có tầm cỡ cái này hết luôn rồi nha. Tại cái này nó bị dính chữ rồi. Hết rồi mấy cô mấy chị ơi, hết rồi. Liên các em mong nấu lưu ý một mẹ đầu tiên là cắt bò nha Liên nhé. Ừ. Chị không có bắt không có cắt cái đó gì trư hao ra rồi đó, bò mẹ đó. Rồi hết rồi nha mấy cô. Tới chị Lê Tâm 1m là hết rồi. Mã sập này lên đồ bộ giùm em nha mấy chị nha. Cái này là lụa đuổi á. Trời ơi, lụa đuổi luôn á. Mà đi sale. Này lụa đuổi nha mấy cô nha. Nó bưng hàng ra sale giùm con là cái này là lỗ rồi. Lụa đuổi rất là đẹp nè mấy cô nè. Lụa đuổi á. Lụa đuổi mã này chưa like luôn á. Chứ không phải mặc mẫu cũ luôn. Có cái ren nó bưng được cái ren đó không? Cái ren bự cho bà đó. Má hả? Con bí đi. Và cái sạc bên tương kia. Cái con tay á. Cái này là lụa đuổi nha mấy cô nha. Siêu đẹp luôn á. Rất là đẹp. Chờ con xíu nè. Rồi 2m lụa đuổi là 46k. Rồi chị nào lấy thì lên giùm con mã 46 kèm số mét nha. 46 kèm số mét ha mấy chị, 46 kèm số mét. Lụa đuổi sọc màu hồng 46k 2m nha. Lụa đuổi may bộ rất là mát luôn nha cô Anh Thu nha. Mình may áo dài cũng được luôn. May bộ, may áo dài, may quần cũng được nha. Lụa đuổi à. Cái này mấy cô về may quần ống suông cũng rất là đẹp luôn ha. Lụa đuổi là một cái mình hàng rất là đẹp, rất là xịn nè. Cái này lý ra là con không có sale đâu. Bạn không biết bạn lôi ra nên sẵn con mới sale á. Chứ cái này con không có sale. Cái này là bán với giá 150 một ký nha mấy chị nha. Là bình thường là giá của nó là sẽ là 2m sẽ là 65k. Nhưng bây giờ con sale 2m là chỉ còn có 45.000 à. À 46.000 à. 40 trừ cái phần hao hụt vô lương mấy Liên. Tháng này lương Liên không có lương, trừ vô Liên bù. Rồi 2m cho cô Lucia nè, 2m cho chị Thanh Văn rồi nha.
Mày có ít nha, cây nhỏ à. Chị nào mà comment trước thì em comment trước ha. 3,5 mét cho Mỹ Dung. Hai mét cây dầu Nguyễn Thị nè. Cây này nhỏ xíu à. Hai mét cho chị Hạnh. Ba mét cho chị Hằng. Bốn mét cho Thanh Văn. Ủa Thanh Văn hồi nãy chắc mấy mét? Thanh Văn chắc có 2 mét rồi, giờ thêm 2 mét nữa hả? Giờ lấy khúc, lấy khúc 4 mét bỏ khúc 2 mét đúng không nè. 4,2 mét cho cô Nguyễn Anh Thư. Chị Mai Mai 3 mét rồi, không có đủ như chị Mai Mai nha. Này còn có 2,5 mét à. Hết rồi mấy chị ơi. Mai Mai em hết rồi nha chị nha. Còn 2,2 mét chốt cho cô Quang Dung này. Chị Mai Mai em hết rồi nha chị nha. Rồi em có gửi inbox cho chị là em hết cái vả lụi mã lụi đuổi rồi, không cắt cho chị được nè. Rồi bỏ 2 mét của chị Thanh Văn ra ha. Rồi hết nha mấy chị nha. Rồi hết rồi, hết rồi. Rồi mấy chị comment sau là không có nha. Hết sạch nha mấy chị nha. Lụi đuổi là hết rồi nha. Rồi von màu reo, von này dày mấy chị ơi. Von dày màu reo mấy chị về may áo dài 4 tà hoặc là may quần 2 tà hoặc may quần 2 lớp cũng được nha mấy chị. Von màu reo nè. Cái này còn có không? Còn một cây nhỏ. Hôm qua là em có lên von màu trắng màu đỏ với màu cẩm ha, màu tím cẩm. Này màu reo em sale luôn nè mấy chị. Màu reo này là dày dặn nha mấy chị, may áo dài được luôn nha mấy chị nha. Màu reo này là dày dặn này, mình may áo dài được ha. Rồi reo này là 2 mét là 35 ngàn. Lên giùm em mã 35 kèm số mét hoặc là reo kèm số mét nha. 2 mét là 35k là von dày nha mấy chị nha. Von dày có giảm mềm. Rồi chờ em xả hàng ra các bạn không. Ngọc ơi phụ chị tay với. Hơi đi ngược đúng không? Ngọc nàng sung đi. Rồi rồi nó hung. Rồi. Xong. Reo này có cây ngắn thôi nha mấy chị nha. Reo này ngắn thôi. Em nhận từ trên nhận xuống nè. Reo này là ít nè, không có nhiều. Ừ, không thấy chị Ngọc Thấm Phạm nha, không thấy chị comment luôn, chị bị ẩn comment rồi. Em thấy số điện thoại của chị Việt Nguyễn rồi nè. Mã này 35k là reo nha. Rồi reo chị Hải Trần không biết cắt mấy mét nè ha. Chị Hứa Hồng 2 mét nè. Này 2 mét là 35k nha mấy chị nha. Nguyễn Liên 3 mét. Chắc xong nó phân trừ anh Burger luôn. Hưng Nhật 5 mét. Năm. Hả tính tinh 1,2 mét à. À, 35k 2 mét cho chị Ngọc Thấm Phạm nè. Rồi con cảm ơn cô nha. Con cảm ơn cô đã thông tin. Ok cô Ngọc Phúc nè.
đơn trên 100 ngàn trên 1 ký em đi đơn cho chị Ngọc Thắm nha. 2 mét cho chị Hứa Hồng có rồi nha chị nha. Bích Thu 2 mét. Rồi Bích Ngọc 10 mét nè. Đúng rồi. Năm. Bảy. Tám. Chín. Rồi 10 mét vừa đủ chị Bích Ngọc hết rồi ha. Hết rồi. Hết rồi chỉ còn khúc 2 mét thôi. Rồi còn khúc 2 mét trên này nè. Bích Thu có rồi nha. Rồi Hải Trần 1,5 mét xong hết ha. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi chị Bích Thu nè, có nhắn nhủ nè. Cái reo em hết rồi ha, tới chị Bích Ngọc với chị Hải Trần. Là em còn 2 mét á, nên em chốt của chị Hải Trần 1,5 mét là hết luôn rồi nha mấy chị nha. Rồi in đơn sao không được vậy ta? Này còn giấy mà. Còn được giấy không? Không. Chiều nay bỏ bọc chiều đỏ luôn đi. Chị là bỏ bọc của cái mạng đó. Rồi lên nhà em mã bi nha. Cái này là 10. Chắc em để em cắt thử 2 mét là bao nhiêu tiền nè. Con này con chi phong bi nha mấy chị nha. Rồi được rồi. Để cắt thử 2 mét cái này. Cái này mới gọi là siêu nhẹ nè mấy chị nè. Nhẹ tưng luôn á. Cái bẻ thôi, con mày cấy nó mua xéo đó. 2 mét này 20k 1 mét 10 ngàn mấy chị nè. Von chi phong. Ngọc ơi, vô lôi dùm với Ngọc ơi. Vô lôi mà liên chị lôi hết nổi. Rất là xinh luôn mấy chị. Đây. Mét có 10 ngàn rồi mấy chị ơi. Phải von không? Phải von không? Hay là cái chẹo đó. Xong xài cái bi này liếm phù liếm. Rồi bi này lên giùm em từ từ nha, lên giùm em mã bi nha mấy chị nha. Bi này 1m10.000 von chi phong mấy chị. Rồi xinh đẹp xinh lắm luôn á mấy chị nha. 1m có 10.000 mà cái cây này siêu to, cái này phải hơn 200m mà em sale. Còn có một cái cây, còn một cái đoạn nhỏ xíu này em muốn sale cho nó gọn luôn á. Mét 10k này chị nào lấy bi thì phụ tôi đó. Ly nó gần đuôi rồi kìa, cắt lên cơ luôn. Còn mấy cây thôi nha mấy chị nha. Lấy giùm em mã bi mấy chị nè. Bi ha. Bi 1m10.000 rồi mấy chị ơi. Bi này 1m10.000 là von chi phong nè. Mét 10k nha mấy chị nha. Cái này nó mềm lắm chị. Này nó không giãn nha mấy chị nha. Không giãn nhưng mà nó rất là mềm luôn. Nó mềm rười rượi luôn á. Nó mềm mà nó láng lắm nha mấy chị nha. Cái von này nè. Von này nó láng mướt luôn. Không mềm, không giãn. Mà nó láng mướt luôn nha. Lấy giùm em mã bi kèm số mét nè. Bi 2 mét cho chị Ngọc Thắm. 2 mét cho Cao Nhật Khánh nè. Bi nha mấy chị nha. Bi ha. Bi 3 mét cho Linh Phan. 3 mét cho Hải Trần. 4 mét cho Ngọc Lan Dương. 4 mét cho Kiều Nguyễn. 4 mét cho cô Lệ Thủy nè. Cái này may màng cửa nó mỏng quá chị. Nó mỏng thì mình may hai lớp nha chị nha. Hoặc là mình may mình kết hợp thêm một cái màu gì đó nữa. Rồi 2 mét cho chị Hưng Nhật nè. Bi 3 mét cho chị Linh Phan nè. 2 mét cho Nhung Tăng. 6 mét cho Nguyễn Xuân. Trời, định định đó là ngưng sổ đi mà sổ gần hết, tôi sổ hết luôn đi. Dập hệt bọc tay. 2 mét cho chị. Trời ơi. Chị Bình Yên nè.
4 mét chị Kiều nguyên rồi nha chị nha. 4 mét chị Kiều nguyên, 1 mét có 10 ngàn thôi mấy chị ơi. Cái này 1 mét chỉ có 10k thôi nha mấy chị nha. Chị Milly 2 mét rưỡi, chị Mai Mai 4 mét nè. Chị Mỹ Huỳnh 2 mét, không có số điện thoại, không cắt được, chị Mỹ Huỳnh cho em số nha chị nha. Rồi Hưng Nhật em thấy nha, có số điện thoại của Mai Mai rồi, chỉ có chị Mỹ Huỳnh chưa có số thôi. Rồi Bi 10 mét cho Hoàng Nguyễn nè. Rồi nhắc lại 2 mét của Ngọc Thắm Phan. Rồi dư rồi mấy đứa ơi, nhét lại giùm chị đi. Rồi cái này Bi là 1 mét 10k nè mấy chị về Mai đầm tầng á. Về Mai đầm tầng rất là đẹp luôn, mét có 10 ngàn à, siêu rẻ, Von Chí Phong. Rồi 4 mét cho chị Hòa Bình nè. Lỡ xả hết rồi, mua hết giùm em nha mấy chị nha. Bi là Von Chi Phong nha chị nha, Von Chi Phong không có giả nha. Dạ chốt là em gửi hình qua tin nhắn mấy chị cho em địa chỉ. Còn nếu chị nào mà không đọc tin nhắn luôn thì em gọi điện nha. Rồi 10 mét cho Bích Ngọc, mà thường mấy chị mà nhanh á thì giờ em đã xong like, em đã gửi tin nhắn tới cho mấy chị rồi, thì mấy chị cho em xin địa chỉ luôn. Ngày mai mấy bạn chốt đơn á, mấy bạn gửi tổng tiền qua là mình đi đơn thôi. Hai mét cho Hoàng Nguyên nè, Hoàng Nguyễn nè. Ngọc ơi Ngọc, Ngọc cái này may bộ hả? May đồ bộ. Cái này mỏng mà chị Von Chí Phong sao may đồ bộ được? Von Chí Phong mà may đồ bộ là chị phải may nhiều lớp nha. Von Chí Phong chỉ may áo được thôi, hoặc là chị may đầm thì chị cũng phải lót nữa. Mấy chị may đầm tầng á, đầm tầng đi biển, hoặc là mấy chị may quần hai lớp á, quần hai lớp đó, hoặc là áo dài bốn tà nè. Von Chi Phong là mình may nhiều loại thôi mấy chị nha, chứ Von là Von bắt buộc là phải mỏng rồi. Von là không thể nào mà dày được nha mấy chị nha. Von là nó mỏng lắm. Rồi 10 mét bi cho cô Thúy Hương nè. Rồi Von trắng thì có nhưng mà giờ em đang cắt sợ không đủ nên em không có dám nhận nữa nha chị nha, chờ cắt xong cái nào dư thì em mới nhận nữa. Mấy bạn đang cắt Von trắng với Von đỏ, cắt xong dư thì em mới nhận nữa nha. Rồi mã bi này tới đây ha. Bi còn chị nào lấy nó không mấy chị, 1 mét có 10 ngàn à Von Chi Phong. Cái này em cắt xong hết mọi thứ rồi, ngày mai em chốt là em cân ký nha, ký 100 ngàn chẵn nha mấy chị nha. Chứ giờ nhiều tấm vải quá em không có đo mét từng cân mới báo giá từng tấm được nha mấy chị. Cái này là em xin phép nói trước luôn nha. Ngày mai là cứ dựa theo cái loại này nè, mấy chị cứ cắt, em cứ xếp lại xong rồi em cân ký lên 100 ngàn một ký rồi em cân lên báo giá hết. Chứ còn mà báo giá từng tấm và từng kích thước là mình đã báo trên like rồi. Còn lại mà mình báo giá từng tấm là bên em làm không kịp nha chị nha, làm không kịp thật sự luôn á, mấy chị thông cảm. 6 mét Von trắng cho chị Hương Nhật, Von trắng thì không dám nhận nha chị nha, tại vì sợ không còn. Nếu mà lát cắt xong rồi em đem ra em cắt cho. Em đem ra em báo cho giờ không còn nữa nha chị nha. Còn đang cắt trong mà em sợ thiếu, cắt cái Von trắng trước đi. Nếu mà còn dư đem ở đây này cho mấy chị về trẻ chốt nè. Này em còn một cây nhỏ nè mấy chị nè, cây cuối nè không? Cây cuối trên live hôm nay em sale nè. Cái này là hàng thô cô tông cán hồ nha mấy chị nha. Phù hợp để mấy chị lên chân váy, lên quần hoặc lên áo khoác nè ha. Này còn mấy mét à? Này còn mấy mét nên chị nào lấy thì em sale nha mấy chị nha. Mấy chị về may áo khoác. Áo khoác hoặc là mấy chị về may chân váy rồi vậy. Giờ là tới giờ là em phải tắt cái đèn livestream rồi. Hết pin cái cân. Hàng thô có tông có cán hồ. Cái mặt hàng này thì nó rất là mát, nhưng mà mới ban đầu vậy đó, nó giống hàng linen vậy đó. Mấy chị mang á thì mấy chị phải ngâm nước trong vòng 24 tiếng rồi mấy chị hãy may nha. Khổ ngắn rồi mấy chị. Khổ ngắn cái này có 1 mét cái này khổ ngắn nha mấy chị nha, khổ ngắn có 1m3 thôi, 1m3 thôi nha mấy chị nha. Vân trắng là giờ em chưa có dám nhận đơn nha mấy chị nha. Khổ 1m3 là thô cô tông hoa, thô cô tông có cán hồ nè, màu rất là đẹp mấy chị. Giờ nó to hết nổi rồi mấy chị thông cảm, em nói nhỏ nha mấy chị, về may áo khoác.
may chân váy, may quần. Cái này hợp hợp may quần với may khoác hơn nha. Rồi 2 mét này có 45k. Lên giùm em mã 45 kèm số mét với chị ơi. 2m45k mấy chị, hàng thô cô tông nha. Cái hàng thô cô tông cá hồn này thì về mình phải xử lý vải là bằng cách là giống như là mình giống như hàng linen vậy đó. Mình mua về mình ngâm nước nha mấy chị. Ngâm nước trong vòng 24 tiếng mình xử lý cho nó mềm. Sau đó là mình hãy may, mà mình càng may á là nó sẽ càng mềm giống hàng linen vậy đó. Rồi cái này là 2m là 45. Rồi 45 10m cho chị Thúy Hương, cô Thúy Hương. Mã này là mấy cô về may chân váy chống nắng nè, may áo khoác nè. Hàng cô tông 100% luôn nha mấy cô nha. Khổ 1m3. 1 2. Cái này khổ 1m3 nha. 3 4 5. Em sẽ điện thoại của Kim Thủy Lê rồi. 6 7 8 9. Rồi gần hết luôn rồi. 10. Mã 10k hồi nãy chị comment lộn thành 10m đúng không? 2m là dư một áo khoác rồi nha chị. Tại cái này thường áo khoác đó là 1,5m thôi, nhưng mà khổ 1m3 thì mình cắt cỡ 1m8 ha. 2m thì đủ rồi ha. Rồi vừa cái này được 1m8 nè. Cho chị Cao Nhật Minh hết rồi. Rồi 2m cho cô Nguyễn Anh Thư. Rồi em hết rồi nha mấy chị nha, hết sạch rồi ha. Hết rồi cô Anh Thư ơi, con còn khúc trên cân này là 2m thôi. Là con hết rồi ạ. À. Này cắt 10m cho chị Thúy Hương, còn lại bao nhiêu thì để cho chị Cao Nhật Minh nè. Chứ còn lại là con cũng hết luôn á. Rồi cô Nguyễn Anh Thư cũng lấy 2m thì comment giùm con cho con hết rồi nha cô nha. Con có 2m thôi nha cô nha. Không, cái này không có làm ga giường, không có hợp để làm ga giường. Mình may áo khoác, mình may quần, mình may chân váy rồi vậy thôi nha chị. Rồi ga giường không? Giờ mấy chị lên ga giường đúng không? Giờ cái đống này sao ta? Lấy ga giường không? Lấy ga giường thì không có chỗ để lên. Nên con sẽ lên cái này nha mấy cô. Rồi con lên hàng ở dưới này rồi, hết hàng cây rồi nha mấy cô nha. Còn cây nào thì con lai cây đó thôi. Rồi giờ con lai cái hàng ở dưới cho nó có diện tích để có gì ngày mai con còn chỗ để con lên nữa. Rồi chị nào lên cái mã này ha. Cái này là lụa tuyết mưa 3D nè. Tuyết mưa 3D rất là dày đẹp luôn. Cô nào chị nào mình mua về mình may áo á. May áo đầm không cần lót nha mấy cô nha. Áo đầm. No bông cánh. Cái trên đó hả chị? Cái đó là lụa châu tôn vậy nha. 2m45. Lên giùm em mã 45 kèm 6m nha. Lụa châu tôn may áo dài áo đầm cũng được. Hàng không giãn nha. Hàng lụa châu tôn không giãn mà rũ. Rồi tuyết mưa 3D nè. Rồi cô nào lấy tuyết mưa 3D thì lên giùm em là mã này là mã hồng nha. Tuyết mưa 3D. Tuyết mưa 3D thì mình lên đầm. Lên đầm không cần lót luôn mấy cô. Hàng nó rất là dày dặn có giãn ha. Hàng này dày dặn có giãn nè. Rồi giờ em có khúc nào em lên khúc đó ở dưới này nha mấy chị nha. Để có gì ngày mai em dọn chỗ, ngày mai em chốt đơn luôn. Rồi 2m này là 71k là tuyết mưa 3D mấy cô ơi. 2m này là 71k nè. Cô nào lấy thì lên nhìn em mã 71 nha mấy cô mấy chị nha. 71k. Cái này đúng không cô? Đây là hàng lụa châu tôn nha. Lụa châu tôn nha chị nha. Lụa châu tôn hoa đào. 2m45 nghìn ạ. Rồi lên giùm em mã này là tuyết mưa 3D là 2m là 71k, mềm áo đầm này mấy cô nè. 2m 71k nha. Rồi cô nào lấy thì lên giùm em. Bây giờ bắt đầu em lên từng mã nha mấy chị nha. Lên từng mã ha. Có cái nào ở dưới này thì em lên hết nha mấy chị. Hàng tuyết mưa hoa hồng xanh nè. Không, cái này không phải tuyết mưa, cái này u mì nha mấy cô nha. U mì. Hàng u mì hoa hồng màu trắng trên nền xanh này, lên giùm con là mã này là u mì nha, lên đầm nha mấy cô nha. U mì này mấy cô mà lên đầm người lớn cũng được, còn cái chị nào mà trẻ trẻ con gái thì mình lên đầm ôm, lên chân váy ôm cũng đẹp nha mấy chị nha.
Rồi mã này chị nào lấy thì comment giùm em. Hàng u mì hoa hồng xanh nha. Một mét là con nghĩ chắc cũng mấy chục, mười mấy ngàn thôi. Chị hỏi cái màu nào em không biết, làm phía sau bao nhiêu không chị ơi. Cái hoa nâu này là hàng cô tông, thô cô tông hôm nay em không có bán à. Cái đó em dùng để làm cái màn che thôi chị ơi. Một mét ba chục k á, hôm nay không có chỗ để bán. U mì màu xanh này mấy chị nè, u mì màu xanh này là 2m là 79k nha, là 1m tầm cỡ 40 mấy ngàn nha mấy chị nha, 44.500. Hàng u mì màu xanh rất là đẹp luôn, cái này rất đẹp ạ. Một mét rưỡi cho Mai Mai nè. Hai mét cho chị Kim, Cao Kim Anh nè. Cái này là hàng u mì nha, tuyết mưa là cái mã hoa hồng hồi nãy hay sao chị? U mì 1m2 cho Hương Nhật nè. Hai mét cho Nguyễn Liên nè. Nguyệt Lê 2m. Cái này hỏi chị nha, Liên nó có bị đó. Nhung Tăng 1m rưỡi nè. Cái này có nhiêu chất lắm, đem đây chị coi. Đem đây chị coi. Kim Thủy Lê 2m nè. Chất này là lùa hái giá nha. Cái này là lùa hái giá. Gần giống với chất tuyết mưa 3D á. Hai mét cho chị Mỹ Lan nè. Ba mét chứ, 3m cho Mỹ Lan. Đây là u mì nha mấy chị nha. 2m cho chị Phúc Tâm nè. Một mét rưỡi cho cô Nguyễn Hướng. Màu này mấy cô lên đầm sang lắm mấy cô nha. Rất là sang, hàng có giảm và là dày lắm luôn á. U mì đổi lại là 1m1 cho chị Minh Nhật thôi. Nhật Hưng thôi. Nè em cắt lỡ tay thì có gì thông cảm giùm em nha mấy chị nha. Bây giờ ở trên live hàng em bán ký mà cắt chính xác từng mét là rất là khó nha mấy chị nha. Rồi 1m7 cho cô Dầu Nguyễn Thị nè. Nên là nếu mà em cắt có lỡ hơn 1-2 phân á, thêm vài ngàn thì thông cảm giùm em nha mấy chị. 3m cho chị Thùy Trang. Ba mét cho chị Linh Vi. Rồi gần hết rồi mấy chị. Rồi hết luôn rồi ha, khúc cuối luôn rồi. Này em còn một khúc 2m. Rồi 1m2 cho Thảo Nguyễn Thị hết rồi ạ. À Lê Tâm một khúc 1m có ha. Đây cũng còn hoa hồng xanh nhưng mà chất này không phải là u mì nha mấy cô nha. Cái này lại là von lụa này. Cùng họa tiết luôn, giống như con có chia sẻ là cùng một họa tiết người ta sẽ in trên nhiều chất loại vải ha. Loại vải này á, là cùng là hoa hồng xanh nha. Nhưng cái này là hàng von lụa nè, hàng không giả nhưng mà nó nhẹ nó bay ha. À, có giả nè, có giả nha. Để con cân thử là cái này là 2m là bao nhiêu nè.
hai chất liệu khác nhau nha mấy cô nha. Cùng họa tiết hai chất liệu khác nhau. Mã đẹp luôn, in 3D nha mấy cô nha, cái này in 3D nè. In 3D rất là đẹp luôn. Lụa có giãn nha mấy cô nha, lụa có giãn, hàng này bay. Về mình may đầm đi biển rất là đẹp luôn, về mình may maxi á. Rồi chờ xíu, em chưa nhận đơn đâu. Em chưa nhận đơn nha, chờ em lấy mã đã. Rất là đẹp luôn, có giãn, may không cần lót luôn nha. Cái này là von lụa chứ không phải là von mà nó có giãn nha. Cái này có giãn. 25k 2m. Mét có 12.500 ha. Rồi cô nào lấy thì lên giùm em là mã này, mã 25 kèm 6m nha. Mã 25 kèm 6m. Lên 25, mã 25, 26 nha mấy chị nha. Mã 25 kèm mét giùm em. Lỡ mà em cắt mà có mắc có nặng hơn 1.000 thông cảm giùm em nha. Ở này là 25k 2m nè. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em là mã 25 kèm 6m. Cái này in 3D nha mấy cô nha, vải in 3D. Rất là đẹp á, mình may áo mấy chị. Mã này may đồ bộ cũng được, may áo, may đồ bộ hoặc là may đầm đều được nha. 25k kèm 6m giùm em. Còn không? Mui mẹ cái hướng nhật chứ. Dạ bắt đầu em cắt 25 nè. Từ chị gia phát nha, mã 25. 2m nè. 2m Thanh Vân Nguyên. 2m Kim Hoàng Mạnh nè. 2m cho chị Ngọc Thắm Phan nè. 4m cho Nguyễn Liên nè. 6m cho Cao Kim Anh nè. 2m3 cho Hưng Nhật. 1m cho Út Nguyễn ạ. 2m cho Ngọc Lan Dương. 3m cho Ngân Nguyên Nguyên nè. 2m là 25.000 nha mấy chị nha. 2m cho Hải Trần. Này là có giãn nha mấy chị nha, có giãn ha. 2m cho chị Nguyễn Xuân. 2m cho Mai Mai. 4m cho cô Quang Dung nè. 2m cho Kim Hoàng Mạnh hình như rồi đó. 2m cho chị Phụ Huỳnh. Này mấy chị lên đầm đẹp lắm ạ, lên áo cũng đẹp luôn ha. 2m cho Cao Nhật Khánh nè. 2m Đinh Gia Phát. Hình như Đinh Gia Phát em nhớ em cắt đầu tiên luôn á chị. 2m rưỡi cho chị Hương Phạm Hoàng. Sông Hương Sương Hồng 2m nha. Cái này có giãn nha mấy chị nha. 2m3 von Nhật cắt rồi, đừng comment nữa nha chị nha. Hoàng Hiệp 2m không có cắt được, không có số điện thoại nè. Ly Nguyên 2m. Liên Nguyên đơn hôm bữa là không có chốt được, do của chị chỉ có 50k thôi nha chị nha, không có chốt được nha chị nha. Kiểm tra đơn 50.000 hả?
Rồi Vân Nguyền, Vân Huỳnh 2 mét nè. Ừ, 2 mét cho Kim Thủy Lê nè. 2 mét cho Lê Tuyết Hồng. Mấy chị mua hàng cho được ký giùm em nha. Bây giờ em không có cho dùng lâu giống ngày trước nữa. Do bây giờ lượng hàng của em nó nhỏ nhặt nhiều quá, bên em làm không có nổi. Nên là bên em chỉ cho dồn đơn trong vòng 1 tuần thôi nha mấy chị nha. Ví dụ như là hôm nay mấy chị mua không có đủ thì em cho dồn like 2 like thôi. Cho dồn like 2 like tới cuối tuần, ngày thứ 7 là em xả hết hàng luôn. Ngày thứ 7 em chỉ giữ đơn của chị nào mà mua ngày thứ 5, thứ 6 thôi nha. Còn lại mua từ đầu tuần là em xả hết luôn á. Nắm mẹ đỏ, nắm mẹ trắng. Mà do chị Trân Hăng xem của Trung Tén không? Tại vì Trân Hăng có comment thêm một lần nữa. Ủa lần này với Liếng mà do Tén mà dân cắt luôn hả? Đi sắp xếp lại đi. Bích Ngọc 10 mét nè. Phải xếp sắp xếp nha. Mẹ chị có mén trung dự lắm đó. Sắp xếp theo chứ. Chị sắp xếp theo ABC. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chị sắp xếp ABC xong rồi lạc rồi chị phấn. Chị phấn ABC luôn cho mà khỏe. Hoàng Nguyễn 2 mét nè. 1 mét là 2 mét là 25 ngàn nha mấy chị nha. Chắc hôm nay em sẽ nghỉ sớm để cắt vải mấy chị. Nãy giờ làm một núi rồi. Hả? Ừ, tại vì có mén 6 mà. Dầu Nguyễn Thị 2 mét nè. Phan Thị Hợp 1 mét rưỡi. Đoan Trinh 2 mét nè. Huế Nguyễn 2 mét. Rồi chị nào mua mà không có đủ đơn á, em xuống like mà không đủ đơn á, ngày mai lên mua dùm em nha. Mai em vẫn còn sale nha mấy chị nha. Rồi Phước Đặng 2m2. Em cho dùng ngay tới ngày thứ 7 là em xả hết đơn nha mấy chị nha. Chị nào mà đơn ít hay nhiều thì thịt rá thứ 7 đi dùm em luôn. Đơn mà khách mới đơn trên 500 cho em nhận cọc 50 ngàn. Đơn trên 1 triệu cho em nhận cọc 100 ngàn nha mấy chị. Rồi Liên Nguyễn 2m dồn đơn rồi ạ. Hưng Nhật 2m3. Comment lần thứ mấy luôn rồi đó, đừng comment nữa. Em cắt rồi nha. Nguyên 4m nè. Mấy chị comment cũng được, nhưng mấy chị thêm giùm em một cái chữ nữa. Rồi chữ nhắc lại giùm em ha. Còn lấy thêm thì ghi giùm em chữ lấy thêm. Rồi Hương Nhật comment mấy lần luôn nè. Ngọc Lan Dương 2 mét nè. Rồi nè. Rồi Cúc Lê 4 mét. Cô Cúc Lê này là cô ở Đà Nẵng. Vừa rồi hình như là con bị hoàng đơn về đúng không ta? Cô chờ con kiểm tra một xíu nha. Không phải. Rồi 2 mét trên 2 mét 2 cho Phước Đặng rồi nha. Thu Nguyên 6 mét nè. Rồi gần hết rồi nha mấy chị nha. Rồi Thúy 2 mét. Thêm 2 mét cho Đinh Gia Phát. Bây giờ mới cắt được nè. Nếu mà thêm thì phải có thêm nha. Cái này em đang bán là cái này là lụa, văn lụa có giãn nha. 2 mét là 25k. Rồi 2 mét cho chị Hồng Nguyên, rồi không có số điện thoại không cắt được cho Hồng Nguyên nha. Trịnh Thế Hồng Hạnh 2 mét có nè. Chị nào khách mới cho em xin số nha. May áo gối hả chị? Cái này may cũng được nhưng mà nó sẽ không có mát bằng cái loại thô cô tông đằng sau em. Thô cô tông đằng sau của em là mát hơn. Thảo Nguyễn Thị có rồi. Dạ con có số điện thoại của Cúc Lê rồi nha. Rồi thêm của chị Đinh Gia Phát ok rồi nha chị. Rồi chị Đoàn Thị Vân Thu 2 mét. 2 mét là 25.000 nha chị nha. 2 mét 25.000. Chị có lấy thêm 2 mét lụa tay thi và 1 mét cô tông của nó hết lay được lâu rồi chị ơi. Cái lụa tay thi á, thì em còn màu rêu với màu xanh đen. Còn lại hàng cô tông con công á, là em hết lâu rồi. Rồi Thu Nguyên 6 mét nè. Thu Nguyên 6 mét có phải là 6 mét ở dưới này mới cắt không? Rồi Thu Nguyên 6 mét. Chị Thu Nguyên lấy 6 mét máy gì vậy? Máy áo gối hả? Máy mặt na ga mặt gối hả? Không đủ nha chị nha. Vẫn còn có 4 mét à. Nhưng mà không có đủ nha chị. Hoàng Thủy 10 mét em hết rồi nha. Đức Nguyễn 3 mét thì có. Rồi chị Thu Nguyên ơi, không nên lấy cái này về máy áo gối nha chị nha. Không đẹp đâu. Nó không có mát. Chắc thêm 2 mét nữa là tổng 4 mét có ha. Rồi Đoàn Thu Vân 2 mét rồi hết luôn nè. Hết nha mấy chị nha. Hết ha.
Nếu chị may áo gối á là chị lấy cái hàng thô cô tông của bên em mới, nó mới đẹp. Em nói thật luôn, chị lấy hàng thô cô tông 1m30.000 nhưng mà nó mới đẹp. Còn lại cái hàng này mà chị may, chị lên ga gối nó không có đẹp đâu nha chị nha. Rồi không nguyên, không có số, không có cắt được nè. Rồi giờ em kéo dây nè, chị nào không có số là em thả ra nha. Thu nguyên 6 mét cái này như rồi. Quăng qua đây thôi, kéo hai, kéo hai đứa kia đi ra lấy. Trên lên trên. Dạ. Dạ ngân hàng vô là cưng. Kéo xào nữa nó lại phủ. Có tiền vô nè. Nhân viên chị nhìn nào qua thúng. Sao đó chứ? Em chăm ngắm lại chờ nãy giờ. Đợi chờ ai? Ôi rồi rồi, nó rớt cái dây luôn rồi nè. Trai hả? Cái đẹp đó hả? Hả? Tao muốn nó dồn mà muốn nó chết luôn á. Sao? Đang trên live nha mấy má ơi. Rồi mã này là hoa hồng xanh. Cho tiền mày nè. Không bịch. Nè phải đối xử tốt với ông Điền nghe. Rồi. Rồi hết rồi. Mấy cái hàng đó. Rồi lên cái von tầm sọc này 10.000 một mét này mấy chị ơi. Cái này em còn một ít nè, chị nào lấy không nè. Lên giùm em mã 10k kèm số mét này, von tầm sọc họa tiết da trăng. 10k một mét nha mấy chị nha. Quần tây nam hả chị? Lấy cái cây quần tây ra chị sell luôn nè. Đôi giùm cây quần tây luôn đi. Kiếm xa hả? Lưỡi gắt rơi đúng không? Nhầm với ta, đi hành hài. Cây quần tây nha mấy chị nha, cái này cây quần tây nam nè. Màu này là màu hơi xám xám nha mấy chị nha, màu xám. Giống màu xám chuột vậy đó. Màu này xám chuột có sọc, cái này không giãn nha mấy chị nha, không giãn nha. Rồi chị Nguyễn Liên chờ em xíu nha. Chưa chưa. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em cái hàng này phù hợp để may cho các cụ, các chú lớn lớn thôi nha, cỡ ba con trở lên nó thì phù hợp. Nè. Còn lại bạn trẻ này, mấy bạn trẻ thì lấy cái này về mình may quần sọt thôi nha mấy cô nha. Đây. May quần sọt. Quần sọt cho mấy bạn trẻ thì được. Còn mấy quần tây thì may cho các cụ á, thì mình may cái phạt. Tại vì mấy bạn trẻ bây giờ là phải may đồ có dạng thì mấy bạn may cái kiểu Hàn Quốc là ôm ôm body. Còn các cô mà các chú lớn lớn á thì các chú lại không thích giãn lắm, mà phải là cái hàng nó dày dày như vậy nè. Xong rồi mình may theo cái kiểu mà rộng rộng á, kiểu của người lớn lớn á, thì lấy cái này hợp nha mấy cô nha. Hàng quần tây nha, lấy giùm con mã sọc kèm số mét nha. Mã quần tây kèm số mét chưa ai cắt, thế bà Phân cắt mời. Khi nào tôi cần là bà vô. Rồi con. Ờ. Rồi thế bữa nay là nó nghi thế. Thấy mặt cô bà mẹo mẹo. Cắt vải không có hết, méo mặt. Cắt cho hết chứ, nghe mãi thằng kia quá sao thằng mẹo, quá cắt sao thằng cái này 1m10.000 nè. Rồi chị nào lấy thì lên giùm con là mã 10k kèm số mét nè. Cái này em sale nha mấy chị nha, 1m là hơn 10k nhưng mà em sale còn có 10.000 à. Cái muối đâu rồi ta? Cái da trăng nha mấy cô nha, da trăng này là 1m10k nha, quần tay nữ hết rồi ạ. Cái da trăng này lên giùm con là 10k 1m nha mấy chị nha. Tìm cái mối không ra luôn. 10k 1m nha. Landon hôm nay không có đâu chị ơi, chắc tuần sau nha chị. Rồi 2m sập cho cô Ngọc Hương Nguyên nè, để con cân cho cô xem bao nhiêu tiền nha. Rồi 10m. 10k 2m cho chị Nguyễn Liên nè. Như vậy. Không đi nha,
like mấy người ơi, mấy người. Cái kiểu mà uống trà sữa chân trâu mà không có đủ mình vậy đó. Uống trà sữa chân trâu. Ờ, nghỉ sao vậy? Bé bụng lắm người. Từ đâu muốn đi chứ hỏi chí nữa. Mua là bắt ta trả tiền à, đúng không? Ý Trinh nói là phải báo trước chứ giờ. Phi hơi nhiều nha. Bữa giờ tao mua phi hơi nhiều á. Ủa Lý mua phi hồi nào vậy? Ngọc phi thôi. Vừa mua phi xem đi. Vậy hả? Một lý. Tao mua hơi nhiều mà đếm hoài cái con ly à. Này là 10k một mét nè mấy chị nè. Quan tầm sập giống chị nha. Em muốn sale cho nhanh cái này bởi vì em sợ cái họa tiết con răng với con rắn lắm à. Chị nào mua nữa không? Thương em mua thêm đi. 10k 2 mét cho chị Đinh Gia Phát rồi thêm 2 mét cho chị Vân Huỳnh nữa nè. Rồi cái mã sọc quần tây chờ em xíu em cắt nha, em cắt cái này trước nha. 2 mét cho Vân Huỳnh nè. Rồi 2 mét cho cô Nguyễn Xuân nè ha. Tại con sợ cái họa tiết da trăng lắm mấy cô ơi. Con sale làm sao cho nó hết nhanh á. Nên bán 10.000 mét à. Von tầm sập nha mấy cô nha. Rồi 10 mét cho chị Song Hương, Song Hồng nè, Sương Hồng nè. Rồi 10 mét cho chị Nguyên Nguyên nè. Này thực ra là nó rất đẹp, nó đẹp lắm. Nhưng mà em sợ cái màu, cái họa tiết này lắm luôn á. Đây da trăng nha mấy cô nha. Màu đó là màu xanh nha mấy cô, màu xanh ha. Nhìn nó cũng sang, nó cũng đẹp nhưng mà cũng sợ. Rồi cô đang trên 2 mét. Rồi còn mấy mét nữa cô nào lấy giùm con đi mấy cô ơi. Năn nỉ. Con sợ cái này lắm. Đây à, von tầm sọc này ha, da trăng nè. Cái này mấy cô mấy chị nào mà về may áo này, may áo hoặc là may đầm nha. Nó sexy lắm à, nó dễ thương lắm. Nó dễ thương lắm luôn, sợ quá. Dễ thương mà sợ quá. Rồi cái này con còn mấy mét thôi nè, cô nào lấy thì lấy giùm con luôn nha. Còn mấy mét là hết này luôn. Rồi 2 mét cho chị khuyến ca rồi, cảm ơn chị nhiều. Cái sổ này quá. Rồi còn bên đó thêm mấy mét nữa kìa. Là hết luôn á. Cái này von tầm sọc. Hàng này hàng có giãn nha. Thật ra cái chất liệu của nó thì đẹp, nhưng cái họa tiết của nó thì con hơi hơi sợ. Chưa đâu. Cho nó nữa đi. Nó không đem xuống cái nó móc lên. Rồi hàng quần tây nè ha. Hàng quần tây để em cắt thử nè. Một mét là chị về chị may quần sọt hả chị? Chứ cái này mà chị may quần cho các cô lớn, các bác lớn tuổi là mình phải may cái, mình phải may rộng rộng nha. Đừng may ôm body mang thở không nổi đâu mấy chị ơi, tại cái này nó không có giãn. Chất liệu dày dặn đẹp nha, mình may quần sọt thì ok nè. À mã này chị nào mà thích mề mình may chân váy chống nắng rồi cũng sang nè, tại vì nó dày dặn nha. Rồi hoa nhí à. Đây rồi có một bé hoa nhí luôn rồi. Rồi mã này 29k một mét nha mấy chị nha. Chỉ có 29.000 thôi. Một mét cho chị An Nhiên 29.000 nè. Về mà thực sự mình may quần tây không được, mình cắt mình may quần sọt nó vẫn rất là rẻ nha mấy chị nha. 29.000 may được hai cái quần sọt luôn. Hai quần sọt đi chơi luôn. Rồi cắt 2,5 mét chị Ngọc Hương Nguyên nè. Mã này là màu xám chuột nha mấy chị nha. Xám chuột. Cái này 1 mét chỉ có 29.000 thôi mấy chị ha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã sọc hoặc là mã 29 kèm 6 mét nha. Này còn nguyên một cây nhỏ. Chị nào mua về mình may quần tây rồi vậy đó. Rồi 1,5 mét cho Kim Hoàng Mạnh nè. Mã này chị nào mà mua về mình may may quần tây đi mấy chị. Mình lấy thì mua quần tây, may quần tây nha. Rồi 1 mét cho chị, cho cô Yến, cho cô Hứa Hồng nè. Duyên ơi, Duyên, dạ. Kéo. Chán cái bà này ghê. Kéo giùm đi. 29.000 một mét nha mấy cô nha. Kéo giùm cỡ 5-6 mét vậy đó. 1 mét có 29.000 nha mấy cô nha. Lên giùm con mã này mét 29.000 nè. À, đủ rồi đó.
đúng rồi, đúng rồi. Duyên Phương 1,5 m đúng rồi. Cắt không? Nói chị lên chốt đơn nè. Bà chốt đi, đăng nhập vô chốt đi. Váy chống nắng á chị, váy chống nắng chị cắt 1,5 m đi để cho nó có độ dài với nó có độ quay á. Cắt 1,5 m đi chị ha. Cái này mấy chị may váy chống nắng cũng được nha, may áo khoác nữ cũng được nè ha, mã này nè. Nó không có giãn nha, nó dày lắm ạ. Mình may quần tây nam hoặc là quần phọc nha. Rồi chị nào lấy nó thì comment giùm em nha. Em cắt qua mã này nè. Rồi mã này có chị nào lấy nó không mấy chị? 29k/m. Vẫn còn ha mấy chị ha, vẫn còn. Rồi cắt cho chị một cái váy chống nắng nha. 1,5 m thôi. Rồi hoa nhí em còn cái này là cái tuyết mưa nè mấy chị ơi. Tuyết mưa 3D mấy chị, hoa nhí ha. Tuyết mưa. Màu siêu đẹp luôn mấy chị nè. Rồi 293 m cho cô Nguyễn Xuân nè. Hoa nhí này là hàng tuyết mưa nha mấy chị nha. Tuyết mưa thì nó sẽ nặng ký hơn nha mấy chị. Tuyết mưa 3D là nhìn từng cái hoa nó nổi lên 3D nè mấy chị nè. Mẫu này thì nó có giãn, mấy chị về may set áo vest, chân váy hoặc là áo đầm đều được nha mấy chị nha, không cần lót gì hết, may quần cũng được luôn. Mà đối với những cái mẫu tuyết mưa 3D này in hoa thì chủ yếu là mình lên đầm hoặc là mình lên vest nha mấy chị. Lên đầm, lên vest, chân váy rồi vậy đó thì nó sẽ đẹp hơn nha mấy chị nha. Hàng tuyết mưa dày dặn luôn ha. Tuyết mưa này dày dặn nè. Rồi 2m này là 79k mấy chị. 2m 79k. Hai mét 79 nha, chị nào lấy thì lên giùm em mã 79 kèm số mét. Cái bé này cũng không có nhiều đâu mấy chị ơi, tuyết mưa 3D nè. Cái này không có nhiều, này ít nè. 2m 79k nha. 29 1,5 m cho cô Lệ Thủy ok nè. Rồi 2m này 79k, cô nào mua về may đầm hoặc là mua về may set vest nha. Lên giùm con mã 79. 2m 79 cái này lên đẹp á. Liên lại cái này với may chân vạn, liên này màu xanh đụng không, liên thích luôn liên nè. Liên may chân vạn ốm á. Rồi máy nó gạo phọt vẹt nữa, nó đẹp á. Máy về liếm về chị Tiến á. Mà lên nó trắng vẫy. Trắng vẫy về vẹt đẹp lắm á. Hai bồ là bao nhiêu? Lên à vẹt đúng không? Lên trắng vẫy không thôi. Con sò cũng đẹp lắm á nha. Rồi 79 2m cho chị. Bắt đầu con cắt mã tuyết mưa nha mấy cô nha. Con cắt mã tuyết mưa nè. Tuyết mưa 1,5 m cho chị Nguyễn Hướng nha. Tuyết mưa này thì có ít thôi nè. Một mét bảy cho chị Mai Mai. Tuyết mưa cho chị Sương Hồng 1,2 m. 2m cho Đức Nguyên. Các chị thấy biên không? Nhật Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao. Là nó rất là xịn đúng không? Hàng này rất là đẹp nha mấy chị nha. Thương hiệu Nhật Nam nha mấy chị nha. Đang trên 2m. Ổng biết con đi xem vậy chắc ổng buồn lắm luôn á. Hàng Việt Nam chất lượng cao đem đi xem 100.000 ký. Hai mét cho chị Trương Bích Thủy nè. Hai mét cho cô Nguyễn Xuân nè. Một mét mai thì xong hơn, Sương Hồng có rồi ạ. À. Chị Trương Thị Bích Thủy 2m có rồi nha.
Nếu không trùng thì chốt 2 mét cao Nhật Thánh. Trùng á hả? Cái này như chưa lên. Mà hết rồi chị, còn có 1 mét mốt à. Còn 1 mét mốt thôi nha. Còn 1 mét mốt thôi. Hết rồi nha mấy chị nha. Nè, cân nè. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi mã này hết sạch rồi mấy chị nha, hết rồi. Mấy cái hàng mà tuyết mưa 3D bữa giờ em cắt đó là hàng của Nhật Nam nha mấy chị. Hàng xịn đó. Con đỏ con không mà lên. Con đừng có xả nữa mệt. Rồi dưới này có cái nào thì em lên sẵn cái đó nha mấy chị nha. Cái nào em lôi ra ngoài này thì em lên sẵn nha. Công sở Nhật Nam nữa nè mấy chị nè. Biên xù luôn nha. Màu hồng. Chị nào mua về mình may chân váy à, 1 mét. Chân váy hoặc là lên quần nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã này 33k nè. 33k được 1 mét nha mấy chị nha. Dạ thơ the 3D hả cô? Lên chắc cho con hẹn tuần sau đi con cô nha. Hết rồi ạ. 33k công sở Nhật Nam màu hồng. Được 1 mét nha. 33.000 cái màu hồng này đẹp lắm. Nó có coro nhìn. Em đi lên chứng vải đẹp lên nè. Mẹ được hai chứng vải á. Đẹp á. U mì nha mấy cô nha. U mì hoa, u mì loại dày đẹp luôn nha mấy chị. Rồi khúc này của em còn 2 mét luôn nha mấy chị nha. Khổ 1m6. Rồi lên giùm em u mì này 69 ngàn mấy chị. 69 ngàn. Không thấy người nào comment nữa rồi. Bị ẩn comment rồi mấy chị ơi. 2 mét cho chị Mai Mai 69k. U mì hoa này còn một khúc duy nhất thôi mấy chị ơi. Mấy chị về mua về may đầm hoặc là mấy chị mua về mấy chị may chân váy ôm cũng được ha. 69k chị may may hết rồi nè. Rồi u mì màu cam, u mì lại xịn đẹp luôn nha mấy chị nha. Láng o luôn. U mì màu cam nè mấy chị nè. Màu cam à. Tông này là tông màu cam nha mấy cô nha. Tông màu cam. Lên giùm con mã này mã cam. Rồi lên. Lên thêm này rồi em lên 1-2 mẫu áo gối nha chị nha. Có sẵn ở dưới rồi. Rồi lên giùm em mã này u mì mấy chị ơi. U mì màu cam kèm số mét ạ. Em chào anh chị Thân Thi nha. U mì màu cam kèm số mét giùm em. U mì thì mấy chị may quần nè. U mì thì mấy chị may quần, may chân váy mấy chị. May bộ hoặc là may đầm đều được nha. Rồi u mì màu cam, chị nào lấy nữa thì lên giùm em mã u mì màu cam nha, u mì cam. Em cắt 2 mét xem thử bao nhiêu tiền. Mã 69 hết rồi mấy chị ơi. Rồi màu cam này 2 mét là tới 83 ngàn nha mấy chị nha. Này cái này còn miếng nè. Để coi này được mấy mét. 2 mét màu cam là 83k nè. Cho có chị Trịnh Thế Hồng Hạnh nè. Rồi 69k này còn thêm miếng nữa. Chốt cho chị Trương Thị Bích Thủy. Người chốt kế tiếp á. Ủa Trương Thị Bích Thủy nãy giờ không có cho số điện thoại chị ơi. Nãy giờ chốt quá trời rồi. Chị Trương Thị Bích Thủy không có chốt được nha chị nha. Không có số điện thoại là lát nữa khi phân vải là mấy bạn xả hết đó mấy chị ơi. Chị Trương Thị Bích Thủy cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Cho em xin ngay luôn nè. Không có số điện thoại nha, nãy giờ cắt quá trời luôn rồi.
Này Lạc, chị đang không có sổ điện thoại, không cắt bài nha. Chị Bích Thủy cho em số nha chị. Chốt mã 69 này qua cho chị Kim Thủy Lê nè. Chị Trương Thị Bích Thủy cho em mã sau nha. Những cái mã nào mà từ khi có số điện thoại thì mới cắt được nha chị nha. À, dồn đơn qua hai like thôi chị. Bên em dồn đơn tới maximum là tới ngày giống hôm nay nè. Mấy chị mua không đủ là em dồn tới hai like thôi. Cái này màu đỏ nha mấy chị nha. Màu đỏ tươi nè. Hàng này hàng công sở. Hàng công sở của Nhật Nam á. Biên hai sọc nè mấy chị nè. Hàng công sở của Nhật Nam nha. Mấy là bị mất gốc. Em mô tả hết luôn rồi nha. Mấy là bị mất gốc. Về mấy chị may chân váy rồi vậy rất là được ha. May chân váy. Cái này của em được 1 mét nha. 1 mét bị mất góc một xíu. Rồi lên giùm em mã này 37, em giảm này còn 30k. 37 giảm còn 30, hàng có giãn đàng hoàng luôn. Cái này là hàng tuyết mưa của Nhật Nam nha mấy chị nha. Tuyết mưa của Nhật Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao. Hơn 1 mét, 37 giảm còn 30. Rồi lên may áo gối nè, mã này là lên giùm em mã lá đi ha. Giờ em không có nhớ mã nữa. Lên giùm em mã chiếc lá kèm số mét nha. Rồi 37 chốt cho Như Hoa Nguyên. Giảm cái này còn 30. Ôi, mã 25 nãy giờ mình cắt chưa ta? 25 là mã gì vậy nè? Lá này là 30k một mét chứ không phải là 100k một tí nha mấy chị nha. Chiếc lá này là hàng thô cô tông về may áo gối nè, về may ga gối, về may áo sơ mi, về may đầm sơ mi đều được, về may đồ bộ cũng được luôn. Hàng thô cô tông nha. Mã này lên giùm em là 30k một mét mấy chị nha. 30k một mét nè. Ngô Hồng Thúy 5m. 30k một mét nha mấy chị nha. Cái này là thô cô tông. Hàng 30k 1 mét mà khổ 1,5 mét, có giãn nhẹ nè. Một mét giùm em nha. Hàng thô cô tông, giờ em bắt đầu lên hàng thô cô tông là 30.000 một mét nè. 1,5 mét cho Bích Thủy. Hàng này cắt không xả nha mấy chị nha. Hàng này hàng cây nha mấy chị. Cắt không xả giùm em. 30k 1 mét nè. Rồi 1,5 mét cho Bích Thủy nè. Rồi có chị nào lấy lá nữa không mấy chị ơi? 3 mét cho chị Muôn Muối nè. Chị Bích Thủy 1 mét. Đưa người nhà của đội nó để ngày mai lôi like luôn đi. Rồi mã này còn chị nào lấy nữa không mấy chị nè. Chiếc lá này em còn khoảng cỡ, chiếc lá này em còn 1,8 mét nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là 1,8 mét lá này, em còn 1,8 mét thôi. Chị nào mua về mình may đồ bộ, may pyjama cũng được nha mấy chị nha. Hàng thô cô tông may pyjama được nè. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã chiếc lá này còn 1,8 mét nha mấy chị. Còn 1,8 mét. Hàng thô cô tông. Về mấy chị may may pyjama đồ cũng được nha mấy chị nha. May pyjama đồ cũng được luôn. Lại dơ ngoài của các chị về nha mấy. Rồi mã một chiếc lá 1,8 mét cho chị Hồng Hạnh. Rồi hết chiếc lá luôn nha mấy chị nha. Không còn miếng nào luôn á. Rồi hàng thô cô tông về may ga gối mấy chị, tông màu hồng hoa nè. Lên giùm em mã này là hoa hồng. Hoa màu hồng nha, lên giùm em mã hồng kèm số mét nha mấy chị nha. Chiếc lá hết rồi. Mã hồng này lên ga gối này 30.000 một mét, đã khẩu trang đi. 30k một mét nha mấy chị nha. Lên giùm em mã hồng nè, hàng thô cô tông ga gối mấy chị nha, 30k một mét lên giùm em màu hồng. Thô cô tông 100% luôn, khổ 1,5 mét có giãn nha. Của
Được. Chiếc lá hết rồi nha mấy chị nha. Rồi màu hồng chị nào lấy nó thì comment giùm em màu hồng nè. Rồi chị muốn muối nè, 4 mét màu hồng về may ra gối nha mấy chị nha. Mét 4, à mét 30k. Hàng này siêu đẹp luôn á. May ga là cái này rất là mát nha mấy chị nha. Bộ ga mà hàng thô cô tông này là mấy chị có thể lên trên mạng, mấy chị search là thô cô tông sông Hồng á, là cái loại này nè. Một bộ nó là bao gồm cả chăn luôn, là một bộ phải trên 1,5 triệu nha mấy chị. Rồi 4 mét cho chị muôn muối nè. Chị Hằng Thu cho em xin số điện thoại trước khi cắt vải nha chị nha. Hàng này là siêu mát luôn á. Cô tông 100% sợi tự nhiên mấy chị nha, khổ 1,5 mét. Chị Hằng Thu cho em xin số điện thoại. Không có số điện thoại là không cắt vải được nha chị nha. 30.000 một mét nha, hàng thô cô tông ga gối nha. Mà thấy số điện thoại của chị Hằng Thu là khổ 1,5 mét nha mấy chị nha. May mặt nệm là mình nối một xíu, nhưng mà mấy chị nối khéo, đưa cho thợ mình nối khéo là rất là đẹp luôn. Tại vì này em bán nhiều rồi. Rồi 8 mét cho Hằng Thu nè, không biết còn đủ không nha chị nha. Món này hết rồi chị. 5 mét. 5 mét với 2 mét là có 7 mét thôi. Mã 116. Nếu chị Hằng Thu lấy thì ok giùm em 7 mét nha chị nha. 5 mét với 2 mét là 7 mét nè. Em thấy 7 mét về may mình cũng đủ rồi mà. 7 mét nha chị nha. Cái này không có đủ 8 mét là có 7 mét thôi. Rồi em cảm ơn chị nha. Loại 1,6 là em không có nha chị nha. Loại 1,6 không có à. Rồi hoa nâu mấy chị ơi, hoa nâu giùm em nè. Cái này còn ít nha, lên giùm em mã hoa nâu. Thô cô tông nè. Hoa nâu mấy chị. Thô cô tông 30.000 một mét nha mấy chị nha. Rồi này em chỉ còn có 3,7 mét thôi mấy chị nha. 3,7 mét chị nào mua về mình may mặt ga thôi. Hoặc là mình một là mình may mặt ga, hai là mình may được 2-3 cặp gối mặt gối á. Cái này em còn 3,7 mét thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment giùm em 3,7 mét nè, hết rồi. 3,7 mét nè, chị nào lấy thì comment giùm em 3,7 mét nha. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi 3,7 mét chúc cho cô Nguyễn Anh Thư. Hết rồi mấy chị. Còn khúc cuối là 30k một mét hàng thô cô tông nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã tím đi mấy chị ơi. Mã này mã tím hoa nha. Mã tím nè, hồng tím nha, hồng tím hoa. Lên giùm em mã tím mấy chị ơi. Tím kèm số mét nè. Rồi cái này còn ít thôi nha mấy chị nha. Chị nào mà comment trước thì mình đủ một bộ này mấy chị. Tím kèm số mét. Cái này mấy chị về may sơ mi, may đầm sơ mi, hoặc là mình may pyjama, mình may ga gối đều được nha mấy chị nha. 1,5 mét cho Nguyễn Thị Trương Thị Bích Thủy nè. Mét 30 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã tím kèm số mét nha mấy chị. Tím kèm số mét, hàng mềm may ga gối nè. Rồi tím con chị nào lấy nó không mấy chị, tím này xinh lắm mà. Chị này là kem không? Cái này 3,7 mét đúng không? Cái này là một khúc đúng không? Rồi đố qua đấy, dữ quá. Rồi tím 5, tím 2 mét cho cô Nguyễn Xuân nè.
5 mét cho chị muôn muối nè. Vô quán kia đi, để nó phải. Ừ, vô quán muối. Quá, bên ông Điền nhé. Trời ơi, ông Điền ơi, hàng lồn xồn sao. À, bên là còn phải báo sắc rồi, đến đi, rồi đến là đi. Để nó sắc phải đó. 2 mét Nguyễn Xuân nè. Chị muôn muối nè. Tám mét cho hàng thu. Một mét rưỡi cho Nguyên Thu. Hai mét cho chị Huế Nguyễn. 30k một mét nha mấy chị nha. Rồi còn chị nào lấy nữa không mấy chị? Em còn một miếng nè không? Em còn hai, một mét nè. Rồi em còn 2m2 thôi. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là 2m2. Vậy mình may được hai cặp áo gối hoặc là mình may áo đầm rồi vậy nha mấy chị nha. May áo đầm, may pyjama cũng được nè. Rồi em còn 2m2. Bên nào được mình lại không? Bên bận không xong lau cửa giấy á, mẹ mong mình lội á, lên lên bỏ đi, tại mình lội thì chị sẽ bỏ đi thôi á. Của giấy thương ra sẽ có bị đổm hay là bị gì đó, lên bỏ đi nha, đừng cắt vô nha. Rồi cái này em còn 2m2, chị nào mua về may pyjama này lên giùm em mã 2m2 nha mấy chị nha. Em còn 2m2. Rồi cắt sáu lúc nào chị cũng đó là chị Trương Háo á, dưới xe đối qua đây lại mãi lái. Em còn 2m2 mấy chị nha, chị nào lấy thì lên giùm em. Rồi cái mã nâu này em còn 2m nè mấy chị nè. Em còn 2m mã hoa nâu, chị nào mua về may mặc áo gối nha. Hoặc là về may pyjama 2m. Hoa nâu 2m giùm em ha, hoa nâu 2m. Còn khúc cuối thôi, hàng mẫu mấy chị. Lấy giùm em mã này, mã 171 kèm 6m nè mấy chị nè. Mã 171. Lập thể ha. Mã 171 kèm 6m mấy chị ơi. Lên sơ mi, lên đồ bộ cũng được, lên pyjama cũng được nha. Mã 171 kèm 6m giùm em. 171 nha. Mét 30.000. Hàng thô cô tông ga gối nha mấy chị nha. 171. Rồi 171 kèm 6m giùm em nè, hàng thô cô tông. 171 kèm 6m ạ. Lên pyjama, lên ga gối hoặc là mình lên đồ cũng được nha mấy chị nha. Mã 171 kèm 6m. Pyjama cũng được. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 171 nha mấy chị nha. Mã 171. Anh còn ít rồi, cái này chứ còn mười mấy mét thôi mấy chị. Rồi phân chữ đi rồi ngày mai dồn lại rồi mới xem, mới xếp tiếp. Xếp xong chưa? Một mét bảy nè. Dung tiếp dung 1m7. Mã 171 quý chị nha. 1m đồng giá 30k. Hàng thô cô tông 100% sợi cô tông luôn. Rồi có chị nào lấy nữa không thì lên giùm em là mã 171 nha mấy chị nha. Mã 171 kèm 6m ạ.
Lấy giùm em mã này, mã màu xám mấy chị ơi. Màu ghi nè mấy chị nè, màu ghi ha. Mã ghi kèm smart hình trái tim nha mấy chị nha. Màu ghi. Ghi kèm smart giùm em mấy chị. Về may ga gối nha mấy chị nha. Mã này mấy chị về may pyjama cũng được nè, hình trái tim. Đẹp lắm nha mấy chị. Mã ghi kèm smart giùm em nè. Màu ghi kèm SMS có chị nào lấy không mấy chị ơi? Bị ổng comment hết rồi ha, chắc xuống like quá. Ghi 1m7 cho chị Dung, Tiết Dung nè. Này mấy chị bị may ra gối đẹp lắm nha. Rồi 8m cho Trương Kim Ngân nè. 1m30k nha mấy chị nha. Này còn 6m đó. 6m cho chị Mai Nguyên. Chị Mai Nguyên ơi, cái này không đủ rồi nha chị nha. Chị Trương Kim Ngân là 8m nhưng mà là 2 khúc nha chị. Khúc 2m với khúc 6m nữa lấy thì ok giùm em nè. Chị Trương Kim Ngân ơi. À quên quên. Chị thì đủ. Đủ chị Trương Kim Ngân thôi nha. Chị Mai Nguyên màu ghi em hết nè. Mai Nguyên không có nha chị nha. Khúc này của chị mình lấy khúc khác giùm em mà tại có nhiều mã lắm. Dung Tiết Dung khúc đó 1m7 nhưng mà em còn khúc 2m thôi chị. Tính cho chị 1m7 luôn. Cái này là hơn 8m nè. Rồi tính cho chị lộn rồi. Con này là hơn 8m thì tính cho chị Trương Kim Ngân 8m luôn nha. Không cắt nữa. Rồi hoa đào. Hoa này màu xanh bơ mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã hoa này mấy chị nha. Hoa màu xanh, hoa xanh lên mấy chị. 2m nè. 3 4 5. Nó bị mất góc một xíu nha mấy chị nha. Này là gần 6m nha mấy chị. Gần 6m. Bắt thêm 2m ngoài này nữa là 8m nè. Chị nào lấy thì em tính 7m thôi. Tại vì cái này nó bị mất một đường biên á. Nó mất khoảng 1 phân á. Do em xé bị sai ha. Nó mất khoảng 1 phân là 8m nha mấy chị nha, nhưng mà em chỉ tính tiền 7m thôi, 2 khúc nè. Chị nào lấy thì lên giùm em mã 7m. 7m hoa đi mấy chị ơi. 8m em về tặng còn một, tặng 1m là còn 7m hoa nè. Chất vải là thô cô tông. Rồi chốt cho Hằng Thu nè. Mã 120 nè. Này 50 mấy m mà bán hết rồi nha. Hết rồi. Rồi 8m mà tính tiền 7m thôi nha. Mét 30k về may ra gối. Ghi vô 2 khúc nè. Lấy giùm em mã này, mã nâu. Về may ga gối hoặc là pyjama mấy chị. Nâu. Nâu lập thể nè. Rồi chị nào lên lấy thì comment nhận là mã nâu nha mấy chị nha. Nâu nha. Về may ga gối hoặc là pyjama mấy chị ơi.
Nâu này mình lên pyjama hoặc là mình lên ga gối rất là đẹp nha mấy chị. Lên sơ mi nam cũng được luôn nha. Hàng thô cô tông. Nói giùm em mã nâu đi mấy chị nè. Nâu may ga gối nè. Nâu nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã nâu. Sen nha mấy chị nha. Mã này là sen. Ủa sen này như hết rồi hả ta? Sen này còn 2 mai hết nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là sen kèm số mét nha. Cái này còn 2 mét mấy chị. Sen còn 2 mét nè. Lấy giùm em là sen 2 mét nha mấy chị nha. Sen 2 mét mấy chị ơi. Sen 2 mét. Sen 2 mét em chỉ cho dùm 1 like thôi nha mấy chị nha. Hôm qua là mua hết hôm nay thôi nha mấy chị. Chị nào đủ thì đủ đơn thì lên giùm em luôn đi. Sen 2 mét cho Nguyễn Xuân nè. Rồi 4 mét nâu cho chị Môn Muối nè. Dạ thừa nha chị Trương Kim Ngân nha. Mã ghi hồi nãy em chốt cho chị nào nè. Mã ghi hồi nãy em chốt cho chị Hằng Thu thì phải. Ờ không phải mã ghi. Mã ghi là đủ nha chị nha. Dư á. Hơn 8 mét mà em tính chị có 8 mét thôi. Dư nha chị nha. Chứ không có thiếu nha chị. Dư chứ không thiếu. Thường như 8 mất 2 hay gì đó. Bốn mét nâu em chỉ cho dồn hai like thôi nha mấy chị nha. Chị nào mua hôm qua là hôm nay á là được được dồn tới hôm nay thôi. Rồi em chốt đơn ngày mai á là ngày mai là em sẽ chốt đơn hết của ngày hôm nay. Là chị nào mua hôm nay này là ngày mai em chốt đơn thì là không có dồn nữa nha mấy chị nha. Sen 2 mét hết rồi. Sen 2 mét con chốt cho cô cho chị Nguyễn Xuân rồi. Em còn mã này nâu nha. Chị nào lấy thì lên giùm em là nâu. Rồi mã này được con 2 mét để hàng mẫu luôn. Mã 173. Lên giùm em mã này là sen trắng đi mấy chị ơi. Sen trắng 2 mét nè. Lên giùm em mã này là sen trắng. Ôi của chị Kim Mong em nợ nè. Chị của chị Kim Mong hình như còn thiếu cái gì đó. Còn thiếu cái gì đó mà như là chưa gửi. Để em chốt cho rồi ngày mai em gửi nha. Sorry chị nhiều nha. Của chị Kim Ong. Của chị chốt đang gian dở. Rồi cái này là lên giùm em mã sen trắng đi mấy chị ơi. Sen trắng này cái này 2 mét về may pyjama đẹp nha mấy chị nha. Sen trắng về may pyjama may đầm hoặc là may áo gối nè. 2 mét là mình may được 2 cái áo gối hoặc là 3 áo gối nha mấy chị nha. 3 áo gối luôn. Mấy chị mua áo gối hàng cô tông á, một cặp cũng 100 mấy chục ngàn nè. Cái này mình may được 3 cái. 2 cái áo gối với một cái. Rồi em chờ em xíu này em đang lên nè. Nói giùm em mã này là sen trắng, cái này em còn 2 mét nha mấy chị nha. 2 mét hàng mẫu like cho hết luôn. Giờ vải con mang, vải quần con mang thì còn, mà vải áo thì hết rồi á. Quần con mang là vải Caroline không giãn. Caroline không giãn ngày mai đừng like nha mấy cô nha. Sen trắng không cắt mét rưỡi được, cái khúc đó 2 mét sẽ lấy hết rồi. Vải hoa xanh bao nhiêu tiền? Cái này hàng thô cô tông là 1 mét đồng giá 30 ngàn nha mấy chị nha. Mét đồng giá 30. Cái này con có màu xanh với màu vàng mà giờ cũng không có lôi được. Nằm phía sau á. Caroline nha, mấy cô về may quần á. Mấy quần ống suông con có hai màu nè. Màu xanh với màu vàng mà không cắt được nha. Rồi lên giùm em mã màu vàng đi mấy chị ơi. Mã vàng kèm số mét ha. Mã vàng kèm số mét nha. Chị nào cô nào lấy thì lên giùm em mã vàng này. Hàng thô cô tông. Hàng thô cô tông 1m30. Lên thêm mấy mẫu nữa là em nghỉ nha mấy chị nha. Hàng thô cô tông 1m30. Chị nào lấy thì lên giùm em nè. Mẫu vàng để may ga gối nha mấy chị nha. 2m30. Ê, đem vô cho Kinh nó chốt đơn kìa. Chốt không được nó quạo á. Ai cũng kêu dồn hết á.
Có gì mấy mã vàng kèm số mát nha mấy chị nha. Vàng mình may gai gối mấy chị này, hoặc là mình may pyjama, may áo sơ mi đồ kiểu rồi vậy nha mấy chị nha. Không có tông màu giờ hết rồi. Này còn hát cái khúc này lẻ nè. Này còn 1m9 nè, chị nói thì lên những em mã 1m9 nha. 1m9 màu hồng hoa nhí à. Lên giùm em mã này 1m9 nha mấy chị nha. Hoa nhí 1m9 nè, không phải nha, ồn quá. 1m9 trước cái hàng thu à. Con hết rồi cô Đỗ Mỹ ơi. Này con sợ chú cắt được đó cô ơi. Hàng nó cứng ngách hả? 8m vàng hoa nâu cho cô Trương Kim Ngân nè. 2m vàng cho chị Phước Đặng nè. Vàng 1m cho chị Ly Nguyên nè. Vàng hoa nâu 30m thì không đủ rồi chị ơi. Quỳnh Lai ơi, chọn mẫu màu khác nha chị nha. Màu này 30m không đủ. Tại cái này em hết rồi á. Mười lăm mét cũng không đủ luôn rồi, tại vì cái này em cắt ra 8m rồi á. Nên là em chỉ còn có một khúc là 8, còn khúc là 7m thôi. Còn 7m thôi chị nha, còn một khúc 7m với một khúc 5m nữa là 12m là hết rồi. Màu vàng lấy hết. Rồi ok chị nè, hết nè. Lấy giùm em mã màu xanh nha mấy chị nha. Màu xanh này em còn nhiều nè. Màu xanh kèm số mét giùm em ha, xanh. Hết rồi chị Trương Kim Ngân ơi, lấy thêm không còn nữa rồi, hết rồi. Lấy giùm em mã xanh đi mấy chị, mã xanh nè. Xanh nha mấy chị nha, xanh. Dạ thô cô Tâm, cô Đỗ Mỹ ơi, hàng thô cô Tâm da gối nè. Lá màu xanh. Lá xanh hồi nãy chị nào hỏi em còn khúc này nè. 3m3. Em còn khúc này 3m3, chị nào lấy thì lên giùm em mã này nè. Lá xanh 3m3 nha. Còn nhỏ thì cũng phải bỏ vô đỏ luôn chứ. Cái lá xanh này còn 3m3, lấy hết 3m3 giùm em, không cắt ra nữa nha mấy chị nha. 3m3 lá xanh về may mặt gối này, hoặc là mình may pyjama cũng được mấy chị. Lá xanh 3m3 nha. Chốt cho hàng thu 3m3.
rồi lập thể nha mấy chị nha. Cái này là bán mét nè, nãy giờ con bán ký 100.000 là qua rồi, hết mẫu rồi. Giờ con lên cái này là hàng thô cô tông, tại mấy chị yêu cầu lên hàng thô cô tông mega gối á. Này là 30k một mét nha mấy chị nha. 30k một mét. Cái nó hả chị? Có hàng quần tây không giả nha chị, hàng quần tây nam. Này là 30k một mét này, lập thể nè, lên giùm em lập thể kèm số mét nha mấy chị nha. Lập thể kèm số mét nha. Khổ lớn thì không có chị ơi. Lập thể kèm số mét giùm em nè mấy chị, lập thể kèm số mét ha. Lập thể kèm số mét giùm em nè mấy chị ơi. 1m30k nè, lập thể. Lên giùm em mã lập thể nha. Có chị nào lấy nó không? Em lên tiếp để em qua mã chị. Bây giờ lên nữa nó bị lộn xộn cái chỗ like quá à. Chắc không có lên nữa đâu. Dạ cái này hình như là 29.000 một mét thôi. Em qua bình thường. 29.000 một mét thôi chị, 1 ký 100.000 cái đó như 29.000 mét thôi, hàng quần tây nam nha. 29.000 mét. Rồi em lên tiếp cái hàng này là 100.000 một ký nè mấy chị nè. 100.000 một ký cái hàng này em còn, còn cái hàng này thôi nha mấy chị nha. Rồi em xuống live sớm để em cắt vải nha mấy chị nha, xuống live sớm để cắt vải. Thun quần tây cho nữ này màu xanh đen, hồi nãy chị nào hỏi màu xanh đen nè. Cái này vải thun nha mấy chị nha, lên quần tây lên đồ bộ đều được. Rồi một ký, cái này là 81k nè. Rồi chị lấy, cái đó không phải màu xám không, cái nó có sọc sọc không chị, em chờ em xíu tại cái nó nằm xa quá. Ở đây đây. Nó có sọc như vậy nha. 29.000 một mét thôi, không giãn này, hàng dài dặn luôn. Rồi nãy chị lấy thì ok giùm em nha. Còn vải mega bông lớn nhưng mà nãy giờ em lên live thì không có thấy chị nào lấy á, nên em không có muốn lên nữa. Bông thì còn nhiều lắm chị ơi, bông còn nhiều lắm nha. Rồi cái xanh này thì lên giùm em mã. Tại vì lên á là mỗi lần lên là phải soạn ra, nó bị bày ra á. Dạ ok chị nha. Rồi thun 81k chốt cho Ngọc Lan Dương. Cái này là thun mình lên quần tây lên đồ bộ đều được nha mấy chị. Hàng Việt Nam chất lượng cao nè. Cái đẹp lắm mấy chị nha. Hàng này mấy chị lên quần lên đồ rất là đẹp luôn. Hồi nãy em tính lấy về cho má em may đồ. Cái mã này mà may đồ mắc lắm. Rồi còn mã này 100.000 một ký nè. Rồi ga gối giờ không lên nữa nha mấy chị nha, có gì ngày mai lên nha. Rồi lên giùm em mã này là mã sọc nha mấy chị nha. Hàng thô, hàng lụa có giãn, à, cái này không giãn hả? Này không giãn nha mấy chị nha, kéo chéo thì nó mới giãn nha. Hàng này không giãn nè, mà nó rất là nhẹ luôn. Một ký là 100k nha mấy chị nha. Đây giùm em mã 38.000 là 1 mét có 19.000 thôi. 2 mét 38k sọc. Chị nào mua thì lên giùm em mã 38k kệ số mét nha. Không, cái này không méo dài được đâu chị. Nó không có đẹp á. Méo dài em sợ nó không có rũ. Một là nó phải rũ, hai là nó phải đơ. Đơ giống linen hoặc là rũ giống như lụa. Chứ còn nó nằm ở giữa giữa nên nó kỳ lắm. Này mấy chị về may đồ bộ hoặc là mấy chị về may váy chống nắng vậy nó cũng rẻ nè, nó có 19.000 ha. Này dài dặn lắm, này lụa hai da nha. Lụa hai da nha mấy chị nha. 2 mét là 38.000 thì chị nào lấy ra giùm em mã 38. Khúc cuối đó mấy chị. Cây cuối nha, rồi ngày mai em like tiếp nha, tối nay ngưng rồi đó. Cây cuối nha mấy chị nha, cây cuối nè. Tính ra mấy cái này á, là cái loại của cái nhà in á, hồi nãy mấy chị thấy á, nó từ cái xưởng là của Nhật Nam á mấy chị. Hàng Việt Nam chất lượng cao nha. Nhưng cái này là mỗi lần in nó lên mỗi loại chất liệu khác nhau, mỗi họa tiết là in lên mỗi chất liệu khác nhau.
Rồi 2 mét cho chị Trịnh Thế Hồng Hạnh nè. Hàng này hàng của xưởng Việt Nam á chị, đẹp lắm. Chuyên lên đầm rồi vậy mấy chị. Rồi em luôn nha mấy chị nha, em xuống like luôn ha. Ba mấy chị hẹn mấy chị vào ngày mai. Like hôm nay là chỉ dồn, hôm qua là dồn tới like hôm nay thôi nha. Hôm nay không có like, hôm nay thì dồn chị mấy chị là ngày mai là đủ đơn là em cho đi nha mấy chị nha. Chứ dồn nữa mấy bạn chốt đơn dồn không hết. Rồi hai mấy cho chị Lucia Nguyễn nè. Cái này may áo gối hả chị? Áo gối thì chị chọn mấy cái hàng thô cô tông bên em đi. Đừng có chọn cái này nha, cái này lụa là may đồ đi chơi thôi. Mấy áo gối không có mát. Rồi hai mấy cho chị Lucia nè. Không có phấn trừ đó Liên. Phấn áo bơ cơ thôi. Rồi sọc hai mấy cho chị Vân Nguyên nè. Chị Tường Liên phấn lớn chịu tén chắc chẽ. Người thí chứ. Này lập thể 6 mét cho Mỹ Lan à. Khúc cuối đừng nghỉ nha mấy chị nha. Ơi. Mai các em like trễ mấy chị, mai chắc là chiều em mới like nha, sáng em nghỉ ạ. Tại mai có hàng về á. Mai chiều em mới like nha mấy chị nha. Còn hơn của tông thì là 30 ngàn 1 mét nha mấy chị nha. Chiều mai mấy chị lên xem live đây, có nhiều hàng thô cô tông nha mấy chị. Chờ em xíu, em lấy cây hoa thiên điểu ra em like cho mấy chị. Vẫn không ngừng được. Rồi cây hoa lớn này mấy chị ha. Cái này còn cây nhỏ thôi mấy chị. Hoa cô tông này 30k 1 mét luôn nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 9 kèm số mét mấy chị. Này lên ra gối sang lắm luôn á. Mã 9 kèm mét. 1 mét 30k mấy chị nha. 1 mét 30.000. Mã số 9 nha mấy chị nha. Rồi mét 30k, chị nào lấy thì làm comment giùm em là mã số 9 kèm số mét nha mấy chị nha. Về may ga gối nè mấy chị nè. Ga gối là mấy chị mua hàng là mình xài lâu, với lại mình tối mình ngủ là cần giấc ngủ cho nó ngon. Mấy chị mua cái loại tốt tốt một tí. Hàng thô cô tông này 30 ngàn là rất rẻ rồi mấy chị. Một bộ chỉ cắt 8 mét nha. 7 tới 8 mét. 8 mét thì dư giả may thêm được mặt gối, còn 7 mét thì nó đủ rồi á. Đó. Đó là không may mặt chăn nha chị nha. Chị may mặt chăn là chị phải cắt từ 10 mét trở lên, 10 mét, 12 mét vậy đó. Cái này còn nhiều, thô cô tông này còn nhiều lắm nhưng mà em chưa. Do cái không gian nó chật quá em không có sẵn được nha mấy chị nha.
Ờ cái này thì hôm bữa là như không nhớ đó chị ơi, cái này chỉ có một màu này thôi à, màu hồng. Còn giờ là không nhớ có màu nào nữa nè. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã số 9.600m nha mấy chị nha. Rồi Baru nè, 12m. Hàng thu tám mét chứ nhầm, 8m nha, 8m mã số 9 nha hàng thu. Bảy mét cho chị Mai Trắng. Đẹp thì còn nhiều lắm đó. Không, hoa đẹp thì còn nhiều lắm, không biết lôi đâu kiểu sao. Rồi 8 mét cho Vân Huỳnh. Rồi mã này có chị nào lấy nó không mấy chị nè. Con chị nào lấy nó không mấy chị ơi? Cái này may ga gối chị ơi. Chị may rèm thì cái này khổ, nó không có đủ cái nối chị. Cái này em còn ít nè, có chị nào lấy nó không nè. 2 3. Rồi em còn 5m2 thôi. 5m2 chị nào lấy thì tính 5m nè. 5m2 chị nào mua về mình may, 5m2 là mình may được một cái vỏ nệm nè, một cái vỏ nệm với hai cái mặt gối nằm nha, không có mặt gối ôm. 5m. Hoặc là chị nào mà may khéo thì mình có thể là may đủ luôn nha chị nha. Rồi 5m là được một bộ nữa nha, chị nào lấy thì comment giùm em nè. 5m nha. Được hai cái mặt gối nằm, một cái mặt gối ôm với lại một cái ga nệm đó mấy chị. Rồi chốt cho muôn muối nè. Đến coi có còn cây nào không, bưng ra cho nha. Hoa thì còn nhiều lắm, không thấy bưng nó kiểu sao không? Nặng lắm. Này có sẵn ở đây nè, chị đừng lấy không? Cái này rất là xinh luôn. Màu tím ha mấy chị ha. Theo ở giữa nè mấy chị nè, rất là đẹp luôn á. Rồi chị nào lấy mã này thì lên giùm em mã tím mấy chị. Mấy chị may ga thì cái này nằm ở giữa rất là đẹp luôn á. Tím ha. Tím, rèm không có chị. Lấy giùm em mã này, mã tím kèm số mét nha mấy chị nha. Khi mà mình mega là cái này nằm ở giữa rất là đẹp luôn. Mã tím kèm số mét giùm em nè, mét 30. Là em còn mấy mét thôi nha mấy chị, còn cỡ 1 bộ, 2 bộ gì đó thôi. Màu tím này có chị nào lấy không, em cắt nè mấy chị. Tím nè, ở giữa nha mấy chị nha. Rất là xinh nè, độc lạ luôn. Rồi giờ chị lấy được chừng nó thôi mấy chị ơi, còn lại ngày mai mua nha. Rồi bye mấy chị nha.